hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1356, đoàn xe phong cách. Phân phó xuống dưới, tất cả mọi người phải cảnh giới, đề phòng có vấn đề xảy ra. Hào Hồng Quang cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi sẽ điện thoại cho người của Cục Công an tỉnh đến đón tiếp, chúng ta sẽ xuống xe đi bộ qua khúc đường này. Vâng, Cục trưởng Hào. Viên cảnh sát kia lĩnh mệnh bỏ đi. Lữ Kính Tùng bên kia đã sớm có hành động, vài người trực tiếp sách súng đi tuần, không cho bất kỳ chiếc xe nào tiếp cận. Khi thấy trận chiến như vậy thì một vài chiếc xe đứng chắn phía trước cũng quay đầu bỏ đi, kết quả là một con đường quốc lộ đông đúc chật trống không, đến khi đám công nhân mở đường xong thì chỉ còn lại đoàn xe của Hào Hồng Quang mà thôi. Cục trưởng Hào, công nhân nói đã có thể đi được. Sau đó Hào Hồng Quang nhận được báo cáo của thuộc hạ. Đi thôi. Hào Hồng Quang không muốn ở lại đây lâu, vì chỉ khi nào quay về tỉnh thành thì hắn mới có thể an tâm được. Vài phút sau đoàn xe đi về phía trước, đây là một con đường nhỏ dài 1 km, miễn cưỡng có thể cho một chiếc xe đi lọt, đường đầy sỏi đá. Xe cảnh sát cũng không dễ đi trên con đường đầy sỏi đá này, 1 km mà đoàn xe chạy hơn 10 phút mới xong, nhưng dù thế nào cũng đã chạy qua khu vực nguy hiểm, coi như không có vấn đề gì phát sinh. Mà Hào Hồng Quang cũng khẽ thở ra một hơi, hắn phất tay, xe sau cũng dần đuổi kịp. Một chiếc, hai chiếc vọt qua, đoàn xe nhanh chóng đi qua được một nửa, chiếc xe của tả thân quốc cũng đã bắt đầu đi qua. Âm ầm những tiếng nổ khủng bố chợt vang lên, chiếc cầu tạm chợt nổ lên nát bấy, chiếc xe vừa mới bắt đầu đi qua cũng bị hất văng, nặng nề úp xuống mặt ruộng. Audio điện tử võ tấn bền Đùng, đùng, đùng Tiếng súng chợt vang lên, khi đám cảnh sát và cục an ninh quốc gia còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị công kích á à, một tiếng thét thảm thiết vang lên một viên cảnh sát bị bắn thủng ngực xuống xe tìm vị trí hiểm hộ hào hồng quang hét lớn một tiếng hắn đã phóng xuống xe ngồi xổm xuống bên hông rút súng bắt đầu phản kích lúc này kẻ địch của hắn không phải là ai khác mà chính là đám công nhân làm đường lúc vừa rồi bây giờ bọn họ không còn cầm dụng cụ sửa đường thay vào đó là đủ loại súng ống á à, một tiếng kêu thảm vang lên một nữ cảnh sát cũng bị trúng đạn trên núi có tay bắn tỉa. Lữ Kính Tùng hét lớn một tiếng, hắn bỏ ra khỏi chiếc xe, tuy xe này bị bom đánh văng nhưng là loại xe đặc biệt được cải trang của Cục An ninh Quốc gia, vì vậy hắn không bị thương, mà tạ thân quốc cũng không có vấn đề gì. Có một tay súng bắn tỉa, điều này thật sự là tai nạn đối với người của Cục An ninh Quốc gia và Cảnh sát, súng của bọn họ không thể nào bắn xa được như vậy, mà muốn chạy lên đỉnh núi phải phóng ra khoảng ruộng trống, rất dễ bị bắn chết. Vì thế dù người bên phía cảnh sát nhiều hơn và hỏa lực mạnh hơn nhưng cũng bị đám người kia chặn lại. Tình cảnh rơi vào thế rằng trông. Trên đường đi từ tỉnh thành đến thành phố Nhạc Nam có một đoàn xe cực kỳ gây chú ý. Đoàn xe này tổng cộng có 14 chiếc, hầu như đều là Ferrari thể thao màu đỏ mới tinh. Sở dĩ nói hầu như đều là xe Ferrari màu đỏ mới tinh vì trong số đó có một chiếc không phải là Ferrari, cũng chẳng phải là limousine, mà là một chiếc mô tô, nhưng vấn đề là chiếc mô tô này đang làm nhiệm vụ mở đường, mà người cưới chiếc mô tô chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô nàng này mặc áo da bó sát người, mang tất chân đen, giày đen, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, nàng không mang khăn che mặt, vì vậy có thể thấy rõ gương mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng. 13 chiếc Ferrari chạy theo một chiếc mô tô, như vậy hấp dẫn sự chú ý của mọi người chính là chiếc mô tô, còn nếu chạy xe mô tô là một người đẹp, như vậy người đẹp chạy xe mô tô lại càng hấp dẫn mọi người. Vì vậy mà đội xe này chạy trên đường cực kỳ thu hút ánh mắt người khác, mà người đẹp chạy xe mô tô cũng chỉ có thể được nhìn thoáng qua nhưng thật sự lưu lại ấn tượng khá sâu cho người xem. Người đẹp này chạy xe cực nhanh, giống như muốn đua tốc độ với những chiếc Ferrari phía sau. Tất nhiên dù tốc độ xe của nàng thua kém nhưng những chiếc xe Ferrari phía sau cũng không dám chạy nhanh hơn, vì thế mà khi nàng giảm tốc độ thì những chiếc Ferrari phía sau cũng chạy chậm hẳn lại. Thế đạo bây giờ rối loạn vậy sao? người đẹp chạy xe mô tô chợt lầm bầm giữa ban ngày trên quốc lộ mà cũng có đấu súng à người đẹp có chút do dự sau đó nàng lại tăng tốc chạy về phía cuộc đấu súng đám khốn kiếp kia làm hỏng đường cũng may bà đây không sợ người đẹp chạy xe mô tô nhanh chóng nhìn tình huống phía trước sau đó nàng mắng một câu tốc độ xe cũng không giảm mà tiếp tục tăng mạnh chỉ sau nháy mắt thì người đẹp chạy xe mô tô đã xông vào chiến trường hai bên đang rằng co chợ kinh ngạc vì một vị khách không mời vài giây sau đó hai bên giống như ăn ý với nhau không bên nào nổ súng mãi đến khi người đẹp chạy mô tô giống như sắp bay qua đầu đám sát thủ thì tiếng súng mới vang lên nổ súng chính là tay bắn tỉa trên núi mà đám sát thủ cũng thấy sự uy hiếp của người đẹp chạy mô tô vì thế mà bọn họ trực tiếp nổ súng khi nàng sắp bay qua đầu mình đừng ai nổ súng lữ kính tùng chợt hét lớn ngăn đám người bên mình muốn nổ súng vì hắn chợt phát hiện ra thân phận của người đẹp kia. Đùng, đùng, đùng. Vô tình đám sát thủ bắn hơn 10 phát đạn về phía người đẹp chạy xe mô tô, nhưng chiếc xe vẫn bay qua đầu bọn họ, xem ra bọn họ không bắn chúng. Đám khốn nạn, dám nổ súng bắn bà, không muốn sống sao. Người đẹp chạy mô tô quát lên một tiếng, sau đó nàng nhảy dựng lên trên không trung, thoát khỏi chiếc xe mô tô. Chiếc xe vẫn tiếp tục theo quán tính mà chạy về phía trước, nhưng người đẹp lại xoay người trên không, hai tay bắn ra những điểm sáng trắng, hơn 10 cây phi đao bắn ra như chớp. Á, à, á. À. Những tiếng kêu thảm hầu như cùng vang lên một lúc, đám cảnh sát công nhân hầu như ngã xuống đất, trên cổ là một cây phi đao. Người đẹp gợi cảm không ngừng động tác, nàng vọt qua đầu đám người lữ kính tùng, sau đó bay lên núi. Đùng, đùng. Tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Á. À. Toàn bộ quá trình chỉ trong vòng 10 giây đồng hồ ngắn ngủi, người đẹp áo đen gợi cảm nhanh chóng từ trên núi chạy xuống, vọt qua đám sát thủ thu hồi phi đao, sau đó vung tay lên. Chạy qua đây. Lúc này chiếc xe mô tô của người đẹp vẫn chưa ngã xuống đất, nàng nhanh chóng chạy theo, khoảng khắc khi xe sắp đổ thì nàng nhảy lên, lại tiếp tục chạy về phía trước như chưa có gì từng phát sinh. 13 chiếc xe Ferrari cũng chạy bay qua chiếc cầu sậy, nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe máy Mãi đến khi đoàn xe biến mất dạng thì đám người hào hồng quang và lữ kính tùng mới phục hồi tinh thần trở lại. Đúng là một người phụ nữ quá lợi hại, rốt cuộc là ai vậy? Hào hồng quang cảm khái nói. Không riêng gì hào hồng quang thầm than sợ hãi, những người khác ai cũng sợ hãi, vì người phụ nữ kia như nữ thần, mới đó đã giết chết vài tên sát thủ, còn xử lý cả tên sát thủ bắn tỉa. Càng kỳ quái là người kia giống như chỉ thuận tiện đi qua và xử lý, căn bản không muốn dừng lại nếu tôi không nhìn lầm thì đó là sở giao là sở giao của thành phố giang hải lữ kính tùng chậm rãi nói cô ấy là đại tiểu thư của tổ chức sở ra nổi tiếng hắc đạo là phụ nữ của hạ thiên cái gì là phụ nữ của hạ thiên hào hồng quang trợt kinh hãi đúng vậy không phải là phụ nữ của hạ thiên thì sao lợi hại như thế lữ kính tùng có chút cảm khái còn có chút hâm mộ theo truyền thuyết thì chỗ thần kỳ của Hạ Thiên không phải là võ công hùng mạnh mà hắn có thể làm cho tất cả các bà vợ đều hùng mạnh. Dù là tổ trưởng Long tổ của chúng tôi là một hàm hay sở giao này đều là những ví dụ cực kỳ chính xác. Xem ra cô ta đi tìm Hạ Thiên. Hào Hồng Quang thật sự cảm khái. Không ngờ Hạ Thiên lại dùng phương pháp này để giúp chúng ta, coi như là một người quá thần kỳ. Cục trưởng Hào, chúng ta đi thôi. Nếu thế này mà còn để cho Tả Thân Quốc bị ám sát chúng tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ trưởng và hạ thiên. Lữ Kính Tùng chợt nhớ đến chuyện chính sự. Đúng, chúng ta may quay về tỉnh thành. Hào Hồng Quang kịp phản ứng, bây giờ không phải là lúc bọn họ cảm khái. Trên thiên thần đỉnh, một bóng người tuyệt sắc đang đứng ngạo nghễ, tuy cực kỳ xinh đẹp nhưng khí thức băng lạnh lại làm cho người ta phải trùn bước, vì thế đám du khách cũng không ai dám tiếp cận. Tất nhiên du khách không dám cũng không có nghĩa là không ai dám, vì vậy mà bây giờ có một người đi đến bên cạnh người phụ nữ mặc đồ đen kia, hắn lười biếng nói: "Em chân dài, chị đến đây ngắm cảnh sao? Tôi còn tưởng rằng chị đi tìm gặp tình nhân." Người này là Hạ Thiên, hắn tìm Dạ Ngọc Nghị cũng không ngờ Dạ Ngọc Nghị ở đây, hắn vốn có chút lo lắng, vì nếu Dạ Ngọc Nghị quyết tâm liên kết với Hàn Minh Phi để đối phó với mình, như vậy mình sẽ rất phiền. Chương 1357: Đưa chị đi làm vợ Diêm Vương. Thế nào? cậu sợ tôi nói vị trí của Nguyệt Thanh Nhã cho Hàn Minh Phi sao? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Em chân dài, tôi chỉ lo lắng chị cắm sừng mình mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tuy bây giờ chị không phải là vợ tôi, nhưng vì có thể đánh chị, tôi quyết định sớm muộn gì chị cũng là vợ, vì thế tôi cũng phải đề phòng hơn. Mơ mộng hảo huyền. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, nàng không ra tay đánh người, không biết giờ này tâm tình của nàng rất tốt hay là biết đánh Hạ Thiên cũng chẳng được gì. "Hừ, tôi cũng thấy mình nằm mơ, chị sao có thể cắm sừng tôi được? Chị chỉ cần làm vợ tôi thì xong hàng ngay." Hạ Thiên cười hì hì nói. Dạ Ngọc Nghị xoay người nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút khinh thường, trong mắt lại có chút đồng tình, chỉ có trời mới biết người phụ nữ này có sự đồng tình hay không. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Dạ Ngọc Nghị thì Hạ Thiên có chút khó chịu, người phụ nữ chết tiệt này dám xem thường mình tuy cậu đã có năng lực của người tu tiên nhưng cậu chỉ thuộc về phàm nhân mà thôi dạ ngọc mị nói này em chân dài có phải tôi chỉ ngủ một giấc mà đầu óc của chị bị hư hại rồi không hạ thiên rất mất vui tôi là phàm nhân thì sao không phải một người phàm nhân như tôi mới có thể làm cho chị trở nên lợi hại như vậy sao không nhờ một người phàm nhân như tôi thì vài ngày qua chị đã chết mấy lần rồi vài ngày trước chị còn bình thường sao bây giờ lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy hạ thiên không đợi dạ ngọc mị trả lời hắn chợt tỏ ra bừng tỉnh à tôi biết rồi có phải là vợ quỷ keo kiệt đến đây vì vậy nên chị ghen trong đầu của cậu ngoài phụ nữ ra thì không có gì sao dạ ngọc mị lạnh lùng hỏi tôi là đàn ông yêu phụ nữ là bình thường hạ thiên cũng không thấy có gì là không đúng nhưng này em chân dài tôi cảm thấy chị không bình thường Chị là phụ nữ, sao lại không thích đàn ông? Chẳng lẽ chị thích phụ nữ? Nghe tôi nói này, chị nếu thích phụ nữ cũng không có vấn đề, chỉ cần đừng thích thần tiên tỷ tỷ của tôi là được. Cậu không nên vì mình bị điên mà cũng xem tất cả mọi người đều bị điên." Dạ Ngọc Nghị tức giận nói. "Em chân dài, tôi không bị điên, nhưng chị thật sự bị điên rồi." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Dạ Ngọc Nghị nhìn Hạ Thiên, ánh mắt của nàng không còn lạnh băng như trước mà có chút kỳ quái ngay cả hạ thiên cũng không nhìn ra được em chân dài tôi biết mình rất tuấn tú nhưng chị cũng đừng nhìn tôi như vậy nếu không tôi sẽ nghĩ bây giờ chị muốn làm vợ của tôi tuy chị rất đẹp dáng người cũng tốt nhưng tôi còn chưa muốn chị làm vợ ngay chị phải chờ thêm một thời gian mới được hạ thiên thấy ánh mắt của dạ ngọc mị nhìn mình có chút mất tự nhiên vì thế hắn bắt đầu lên tiếng đùa giỡn hôm nay tính tình của dạ ngọc mị hình như là khá tốt giống như những gì hạ thiên nói trước đó Giống như chỉ sau một đêm mà nàng đã không còn giống như trước, còn vì sao lại có biến đổi đó thì hắn thật sự không rõ. Ngày trước nếu nàng bị hắn đùa giỡn như vậy, dù không ra tay thì ít nhất cũng tỏ ra tức giận, mà bây giờ nàng không nổi giận, trong ánh mắt lại có chút đồng tình, thương cảm. Ánh mắt như vậy làm cho hắn buồn bực, thậm chí còn có chút ý nghĩ phát điên, người phụ nữ chết tiệt này đồng tình với mình sao? Mình có gì cần người ta đồng tình? Cậu thật sự cho rằng mình có thể bảo vệ được Nguyệt Thanh Nhã sao? Một lúc lâu sau Dạ Ngọc Nghị mới lạnh lùng nói, trong giọng nói của nàng vẫn mang theo cảm giác cực kỳ khinh thường với Hạ Thiên. Tất nhiên tôi có thể làm thần hộ mệnh cho thần tiên tỷ tỷ, ai dám cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi, như vậy tôi sẽ xử lý đối phương. Hạ Thiên lại không có chút do dự. Em chân dài, nếu chị muốn cướp thần tiên tỷ tỷ, tôi cũng không muốn lấy chị làm vợ, sẽ cho chị xuống làm vợ của Diêm Vương. Cậu chẳng qua chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ những chất độc và thuốc mê của cậu dùng một lần sẽ không sao, nhưng nếu muốn dùng lại nhiều lần thì quá ngây thơ rồi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Đứng trước mặt một kẻ tu tiên có cấp bậc như Hàn Minh Phi, cậu căn bản không có cơ hội sử dụng độc dược. Này, tôi biết rõ tình nhân cũ của chị rất lợi hại, nhưng cũng đừng hạ thấp tôi như vậy chứ. Tôi nói cho chị biết, sau này tôi sẽ có thể xử lý người tình cũ của chị. Hạ Thiên bất mãn nói lần này phiêu miểu tiên môn đến hơn 12 người, Hàn Minh Phi chắc chắn không phải là kẻ mạnh nhất, cậu thật sự cho rằng có thể giữ lại Nguyệt Thanh Nhã được sao? Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng. Tôi khuyên cậu nên dứt khoát một chút, để cho Nguyệt Thanh Nhã theo chân bọn họ bỏ đi, như vậy cậu còn có thể ở đây hưởng thụ cuộc sống trái ôm phải ấp. Em chân dài, chị nói gì, 12 người sao? Sao chị biết phiêu miểu tiên môn có 12 người đến đây? Có phải tình nhân cũ của chị lén nói cho biết? Hạ Thiên xem nhẹ nửa câu sau của Dạ Ngọc Mị, hắn chỉ quan tâm đến nửa câu trước mà thôi. "Ngày hôm đó cậu không nghe thấy sao?" Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hoàng Tĩnh Di nói rất rõ ràng, 12 người chia làm 4 tổ, 3 người ở thành phố Nhạc Nam này chỉ là một tổ mà thôi. "Vậy sao?" Hạ Thiên thật sự không nghe thấy những lời đối thoại giữa Hoàng Tĩnh Di và Dạ Ngọc Mị, còn 12 người kia, hắn nào có nghe thấy. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng tiếp tục Pháp trận có bốn điểm, một cái ở thành phố Nhạc Nam, những thứ khác chắc chắn ở các thành phố gần đây, có thể là gần thủ đô, phía nam thành phố Nhạc Nam, hoặc phía bắc thủ đô. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì những phương hướng kia còn có người, ba tổ kia đã đi vào thế giới này khá lâu rồi, nếu cậu thật sự vì muốn tốt cho Nguyệt Thanh Nhã, tốt nhất bây giờ nên cho Nguyệt Thanh Nhã đến gặp Hàn Minh Phi, nếu không đến lúc Nguyệt Thanh Nhã chết đi thì cậu hối hận cũng không còn kịp. Này, chị không phải muốn theo chân bọn họ cùng quay về đại lục tiên vân sao? Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dạ ngọc mị. Chị muốn về thì cứ về, đừng chú thần tiên tỷ tỷ của tôi, chị muốn về thì đi mà tìm tình nhân cũ, để hắn đưa về. Trên mặt dạ ngọc mị cuối cùng cũng có chút phẫn nộ. Cậu đúng là ngu dốt hay giả vờ ngu dốt, cậu cho rằng đám người phiêu miểu tiên môn thật sự muốn đưa Nguyệt Thanh Nhã về sao? tuy tôi không biết nguyên nhân gì nhưng Hoàng Tĩnh gì rõ ràng không muốn cho Nguyệt Thanh Nhã quay về, mà suy nghĩ như vậy chắc chắn không phải chỉ có một mình cô ta mà thôi. Nếu để cho bọn họ tìm được Nguyệt Thanh Nhã, đến lúc đó chờ đón cô ấy sẽ là tình huống đồng môn đuổi giết. Chị mới là ngu dốt. Hạ Thiên Trừng mắt nhìn dạ ngọc mị. Chị cũng đã nói rồi, bọn họ muốn làm bất lợi cho thần tiên tỷ tỷ, như vậy chị còn muốn cho thần tiên tỷ tỷ đi gặp mặt bọn họ, không phải đầu óc chỉ có vấn đề sao. Tôi có thể thấy Bạch Vân Sơn và Hàn Minh Phi muốn đưa Nguyệt Thanh Nhã quay về, còn Hoàng Tĩnh Di, cô ta có tu vi thấp nhất, tất nhiên không thể làm gì được, nhưng ba tổ còn lại nghĩ thế nào thì khó nói. Dạ Ngọc Nghị lạnh giọng nói, chỉ cần Nguyệt Thanh Nhã lập tức tụ hợp với Hàn Minh Phi, sau đó nàng nhanh chóng quay lại phiêu miểu tiên môn, như vậy cô ấy sẽ tuyệt đối an toàn. Em chân dài, chị đã nghĩ sai hai chuyện. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Dạ Ngọc Nghị. Thứ nhất, chỉ quá tin tình nhân cũ của mình mà tôi thì không, thứ hai là dù có chuyện gì phát sinh, tôi cũng sẽ không để cho thần tiên tỷ tỷ rời khỏi tôi. Cậu sẽ hối hận, dạ Ngọc Mỹ lạnh lùng nói. Không có việc gì, tôi là thần y, nếu tôi thật sự hối hận, sẽ tạo ra thuốc hối hận là được. Hạ Thiên hời hợt nói, cuối cùng hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn dạ Ngọc Mỹ. Em chân dài, tôi chỉ kỳ quái là làm sao chị lại đột nhiên quan tâm đến thần tiên tỷ tỷ như vậy. Tôi dù thế nào cũng cảm thấy thật ra chị chỉ muốn về một mình, vì vậy muốn tiện đường đưa cả thần tiên tỷ tỷ đi theo sao. Dạ Ngọc Mỹ lại tiếp tục dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn Hạ Thiên, nàng không nói lời nào, chỉ xoay người và biến mất. Người phụ nữ chết tiệt, tôi vừa chữa tốt cho chị, bây giờ lại dám kiêu ngạo trước mặt tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đẩy ngã chị xuống, sẽ đánh vào mông chị. Hạ Thiên có chút tức giận, người phụ nữ chết tiệt này giả vờ làm tiên nữ, hơn nữa còn liên tục nói hắn là phàm nhân hạ thiên tuy khó chịu nhưng cũng không đuổi theo dạ ngọc nghị hắn dứt khoát ngồi trên thiên thần đỉnh trong lòng thầm nói người phụ nữ chết tiệt kia sao lại thích đến chỗ này chẳng lẽ đã tìm được cửa vào là chỗ này nếu là như vậy thì phải đi rồi mới đúng chứ hạ thiên suy nghĩ một lát mà thật sự không hiểu dạ ngọc nghị đang dở cho gì ngay sau đó hắn quyết định không suy nghĩ nhiều Tuy lần này thần tiên tỷ tỷ giao nhiệm vụ cho hắn là làm mọi cách lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, nhưng đối với hắn thì bây giờ quan trọng nhất là bảo hộ thần tiên tỷ tỷ, không cho đám người phiêu miểu tiên môn đưa thần tiên tỷ tỷ đi. Còn Dạ Ngọc Mị, dù nàng chạy đi thì hắn cũng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi, sẽ không quá quan tâm. Không biết vợ giao giao đã đến chưa? Hạ Thiên thì thảo nói, tuy Dạ Ngọc Mị nói ra những lời kia chưa hẳn là thật nhưng cũng có vài lời không giả. Ví dụ như bây giờ hắn không phải là đối thủ của hàn minh phi, nếu phiêu miểu tiên môn thật sự có 12 người đến đây, như vậy xử lý hết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Đối với hắn thì chuyện quan trọng nhất lúc này là tăng thực lực của mình, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ tốt thần tiên tỷ tỷ. Muốn tăng thực lực thì phải chờ sở giao đưa dược liệu đến, điều này rất quan trọng, hắn phải nhanh chóng dùng dược liệu chế tạo đan dược, sau đó cho vợ dùng để tăng công lực. Sau đó hắn thì triển đệ ngũ châm cho các bà vợ đẩy mạnh thực lực của các nàng, đồng thời cũng tăng thực lực của mình. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho sở giao, nhưng vừa lấy ra thì một giọng nói kinh ngạc vang lên sau lưng. Chồng, sao cậu lại đến đây? Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy ninh khiết, còn có cả cô gái nước ngoài Caroline. Trường 1358, lại thấy quả bom nhỏ. Hạ Thiên nhìn Caroline mắt xanh tóc vàng mà không biết nói gì, người phụ nữ này chủ tâm để người ta tự ti có phải không? Đã cao như vậy mà còn mang giày cao gót, tuy núi này không cao nhưng dù sao cũng là núi, vì sao lại đeo đôi giày cao gót hơn 10 phân để leo núi? Thật ra Ninh Khiết cũng coi là cao nhưng nếu đứng chung với Caroline thì lại có vẻ thấp, Hạ Thiên lại phát hiện cần phải ngưỡng mộ Caroline, điều này làm cho hắn sinh ra xúc động muốn biến đối phương thành cô lùn. Có nên cho cô ta vài châm, để chân dài đến, gối, không? hạ thiên thầm nói vài câu sau đó hắn cảm thấy như vậy là không tốt vì người phụ nữ này có cặp chân rất ngon hàng nếu làm như vậy sẽ chẳng ra thể thống gì chồng cậu đừng nhìn như vậy nữa khi thấy hạ thiên nhìn chằm chằm vào caroline ninh khiết cũng không nhịn được phải nhắc nhở trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ chồng nàng rất háo sắc điều này nàng đã sớm biết chỉ cần nhìn bộ dạng của hắn vào lúc này thì xem ra bạn của nàng sắp khó thoát khỏi bàn tay này Đến giai đoạn này nàng chưa từng thấy người phụ nữ nào được chồng mình vừa ý mà thoát được, ngay cả sư phụ kinh khủng của nàng bây giờ cũng có quan hệ không rõ ràng với hắn. Vợ quỷ keo kiệt, chị không biết là cô ấy quá cao sao. Tôi cảm thấy cô ấy nên lùn đi một chút thì hay hơn. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Chồng, cô ấy là người mẫu, cao một chút cũng là bình thường. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên lại không cho là đúng. Nhưng vợ tịnh tịnh cũng là người mẫu, cũng không cao như vậy, đã cao còn đeo giày cao gót, không sợ chật chân sao. Người ta thích đeo giày cao gót, cậu cũng đừng xía sói chứ. Ninh Khiết có chút giở khóc giở cười, sau đó nàng nói sang chuyện khác. Chồng, sao cậu cũng đến đây, chẳng lẽ đến đây chờ tôi sao? Tôi thấy có lẽ nên làm cô ta lùn đi một chút. Hạ Thiên vung tay lên, hai luồng chân khí vọt qua gót giày của Caroline, kết quả là giày cao gót của nàng biến thành dép lê, giảm đi 10cm nhìn có vẻ rất bình thường. Như vậy mới khá hơn. Hạ Thiên thỏa mãn với kết quả của mình, nhưng hắn thì thỏa mãn mà Caroline thì gặp không may, đột nhiên mất gót giày, nàng mất trọng tâm, trực tiếp ngã xuống đất. Tuy Ninh Khiết nhanh tay lẹ mắt và tranh thủ thời gian giữ lấy Caroline, nhưng Caroline vẫn đau mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt xinh đẹp có chút đau đớn. Caroline nói với Ninh Khiết điều gì đó, sau đó kiếng chân phải, giống như chân phải có vấn đề gì đó. Trông Caroline bị chật chân. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt giở khóc giở cười, chồng nàng quá sằng bậy, cứ như vậy mà cắt đứt gót giày của người ta. Bây giờ thì tốt rồi, Caroline đi giày cao gót cả ngày mà không có vấn đề, bây giờ chỉ sau một phút lại bị chật chân. Chật chân sao? Hạ Thiên cũng có chút ngạc nhiên, hắn chợt vui vẻ. Chật chân thì tốt, không cần tiếp tục đi dạo ở chỗ này, chúng ta về thôi. Chồng, Caroline khó khăn lắm mới được đến đây chơi cậu để cho cô ấy chơi hết hứng đi ninh khiết nũng nịu nói tôi biết cậu có thể chữa tốt cho cô ấy nhưng tôi lại không muốn chữa cho cô ấy hạ thiên vẫn không thèm che giấu ý nghĩ của mình chồng nếu cậu chữa tốt thì tôi phải chăm sóc cho cô ấy cậu muốn tôi mỗi ngày phải chăm sóc cho cô ấy sao ninh khiết thay đổi phương hướng tiếp cận vấn đề điều này cũng đúng hạ thiên suy nghĩ hắn phát hiện sự thật đúng là như vậy được rồi tôi sẽ giúp cô ấy chữa chân, chị đừng cho cô ấy nhúc nhích, tôi sẽ cho cô ấy hai châm. Ninh khiết dùng ngôn ngữ mà Hạ Thiên không biết để nói với Caroline, sau đó Caroline gật đầu, nàng đứng yên bất động. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn ngồi xổm xuống đâm vài châm lên chân Caroline, sau đó hắn dùng tay xoa bóp vài cái, trên mặt chợt có biểu hiện kỳ quái. Ủa, chồng, sao vậy? Ninh khiết hỏi một câu. Hạ Thiên không nói gì, một tay hắn vẫn đặt lên mắt cá chân của Caroline, đầu lại ngưỡng lên, vốn là muốn xem biểu cảm của Caroline. Nhưng bây giờ hắn ngồi dưới đất, Caroline đứng bên trên mà lại mặc váy, tất nhiên hắn nhìn lên sẽ thấy được vài thứ không nên, thấy được vị trí mê người, còn có một đồ vật chữ T. Hạ Thiên ngẩn ngơ, một lát sau cũng không có phản ứng. Ninh Khiết cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào chỗ không nên nhìn, vì vậy mà hờn dỗi nói một câu. Chồng, cậu đúng là đại sắc lang. Á, à, Caroline hình như cũng phát hiện ra vấn đề, gương mặt đẹp trở đỏ hồng, đồng thời cũng kinh hoàng lui về phía sau vài bước, không cho Hạ Thiên tiếp tục nắm lấy mắt cá chân của mình. Nhưng nàng vừa lui lại thì cảm thấy mắt cá chân của mình đã không còn đau nữa. Vợ quỷ keo kiệt, các chị tiếp tục dạo chơi, tôi về trước. Hạ Thiên đột nhiên đứng lên rồi biến mất. Ninh khiết không khỏi ngẩn ngơ, chồng hôm nay làm sao vậy? Đây không phải là lần đầu tiên hắn háo sắc, Trước kia nhìn vào người đẹp cũng quang minh chính đại, dù bị người ta bắt gặp mình đang rình coi cũng sẽ không bỏ chạy. Ninh Khiết tuy không biết nguyên nhân nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cười nói với Caroline. "Caroline, chúng ta tiếp tục đi dạo." "Ninh Khiết, y thuật của người Trung Quốc rất hay." Caroline hình như cũng không quan tâm đến vấn đề vừa rồi, có lẽ vì biểu hiện y thuật của Hạ Thiên vừa rồi đã làm nàng bị thu hút và quên đi tất cả. "Caroline, thật sự cũng khá tốt." nhưng thần kỳ không phải là y thuật của trung quốc mà là chồng tôi ninh khiết có chút tự hào trong lòng không khỏi nói thầm chồng mình chạy đi vì việc gấp sao ninh khiết thật sự đoán đúng hạ thiên chạy đi vì việc gấp hạ thiên nhanh chóng quay về biệt thự rồi lấy điện thoại ra bấm số của mộc hàm chồng tôi cũng đang định điện thoại cho cậu điện thoại vừa nối thông thì mộc hàm đã lên tiếng lữ kính tùng vừa báo cáo anh ấy và phó cục trưởng cục công an tỉnh gn là Hào Hồng Quang đã đưa tả thân quốc về tỉnh thành. Vợ, đừng nói đến sự kiện kia, bây giờ chị nên điều tra về Caroline, cô ấy nhất định có vấn đề. Hạ Thiên cắt đứt lời Mộc Hàm. Chồng, cậu nói siêu mẫu 17 tuổi của Brazil sao? Mộc Hàm nói có chút kinh ngạc. Cô ấy có vấn đề thật sao? Tuyệt đối có vấn đề. Hạ Thiên cực kỳ khẳng định. Cô ấy vừa bị chật chân, khi tôi trị liệu thì phát hiện có gì đó là lạ, sau đó cẩn thận xem xét tôi phát hiện trong người cô ấy có một quả bom giống hệt như quả bom khi trước trong người của vợ công chúa nhưng quả bom này bí mật hơn nhìn thì giống như một phần cơ thể giống như dung hợp vào trong cơ thể thiếu chút nữa thì tôi cũng bị gạt một quả bom nhỏ sao loại sản phẩm công nghệ này chắc chắn có xuất xứ từ cia giọng điệu của mộc hàm cũng biến đổi xem ra nếu không có bất ngờ gì thì cia tiếp tục muốn đối phó với cậu nhưng điều này là bình thường vì trước kia CIA bị cậu đả kích hơi mạnh như vậy xem ra Caroline cũng không phải tình nguyện vì quả bom kia nếu nổ thì cô ấy cũng chết lại là CIA kia sao Hạ Thiên có chút khó chịu lần sau tôi sẽ hủy cả CIA xử lý đám ngốc kia chồng đối phó với CIA thì đợi sau này hãy nói cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Caroline Mộc Hàm nhanh chóng nói trong cơ thể cô ấy có bom cậu có thể lấy ra không tất nhiên là có thể chẳng lẽ chị quên rồi à có thứ gì tôi làm không được chứ hạ thiên nhanh chóng nói chồng vậy cậu lấy quả bom ra tạm thời không nên kinh động caroline sau đó cậu hủy diệt quả bom và tiếp tục điều tra tình huống của cô ta nếu có tin tức gì mới tôi sẽ liên lạc với cậu mộc hàm có chút trầm ngâm bây giờ chúng ta cũng không thể xác định mục tiêu của caroline là cậu nhưng nếu mục tiêu của cô ấy là cậu cô ấy sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận cậu trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi thành phố Nhạc Nam. Được rồi, tôi sẽ lấy quả bom ra ngay bây giờ. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại rồi biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó Hạ Thiên xuất hiện trên thiên thần đỉnh, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Caroline. Hắn xuất hiện sau lưng rồi đâm một châm lên người nàng, tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng bất tỉnh. Chồng, thế nào vậy? Ninh khiết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Vợ quỷ keo kiệt, về trước thôi, tôi sẽ nói cho chị biết sau. Hạ Thiên ôm lấy Caroline, sau đó dùng tốc độ mà người thường khó phát hiện ra để bay về phía bên kia hồ Nguyệt Lạc, chỉ sau phút chốc đã đến căn biệt thự. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Ninh Khiết thấy Hạ Thiên đặt Caroline lên giường thì không khỏi nghiêm túc hỏi một câu. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, hắn nói sự việc với Ninh Khiết. Trong cơ thể cô ấy có bom sao? Ninh Khiết há hốc miệng, bộ dạng khó tin. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết cô ấy muốn giết chị hay giết chính mình, hoặc là những người khác, tóm lại lấy quả bom ra rồi nói sau." Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó đâm kim vào trong người Caroline, một lát sau lấy ra một miếng thịt nhỏ như hạt đậu nành. "Vợ quỷ Keo Kiệt, chị xem, đây là quả bom." Hạ Thiên còn chưa nói xong thì vẻ mặt đã biến đổi. "Không xong, thứ này gặp không khí sẽ nổ, tôi phải ném đi đã." Hạ Thiên nói xong thì biến mất trong biệt thự. Lúc này hạt đậu trong lòng bàn tay của hắn cũng phát nổ, nhưng một luồng khí chợt bao trùm tất cả, lực lượng vụ nổ liên tục bành trướng bên trong luồng khí. Tất cả tình huống vào lúc này giống hệt như những gì xảy ra với công chúa Sama trước kia. Chương 1359, tiện tay ném bom. Hạ Thiên nhanh chóng bay lên không trung, hắn đã từng xử lý quả bom như thế này một lần, bây giờ cũng coi như quen việc dễ làm. Nhưng hắn cũng một lần nữa cảm giác với công lực của mình thì căn bản còn chưa đủ để hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của quả bom nho nhỏ này. Tuy những ngày qua công lực của Hạ Thiên đã tăng tiến rất nhiều nhưng vấn đề là lực lượng của quả bom này mạnh hơn trước kia cả trăm lần. Thật ra nếu quả bom này nổ ngay bên cạnh thì hắn cũng không thể hoàn toàn không có vấn đề, nhưng dù sao thì lực lượng vụ nổ sẽ phân tán, thực tế hắn không tiếp được tất cả lực lượng nhưng khống chế thì hoàn toàn khác. Hạ Thiên vốn cũng muốn làm giống như trước sẽ ném quả bom này vào không trung, nhưng đột nhiên thấy được ngôi biệt thự của nhà giàu nhất tỉnh Nhạc Nam cách đó không xa, vì vậy mà thay đổi ý kiến, nhanh chóng bay về phía tòa biệt thự kia. Lúc này quả cầu lực lượng trong tay Hạ Thiên ngày càng lớn, khi hắn phóng đến không trung bên trên căn biệt thự thì quả cầu đã như quả bóng. Hắn trực tiếp ném quả bóng đặc biệt xuống căn biệt thự bên dưới không chút do so dự, làm xong thì hắn cũng không nhìn mà nhanh chóng chạy đi, vì bây giờ hắn không muốn gặp tên khốn Hàn Minh Phi kia hạ thiên căn bản không quan tâm quả bom có thể nổ chết người trong biệt thự kia hay không nhưng hắn hy vọng có thể làm bị thương một người tốt nhất là có thể làm bị thương hàn minh phi thì tốt như vậy có thể xem như là hoàn mỹ sau lưng cũng không truyền đến âm thanh tiếng nổ rõ ràng lực lượng của quả bom đã bị người ta trừ khử trong vô hình điều này làm cho hạ thiên có chút thất vọng nhưng hắn căn bản không quay đầu vì chỉ cần chậm trễ sẽ bị hàn minh phi phát hiện ra ngay khoảnh khắc sau hạ thiên đã quay về vị trí cũ sau đó hắn thấy ninh khiết đứng đó với vẻ mặt bất an vợ quỷ keo kiệt chị lại đưa cô ấy lên đỉnh thần sơn và xem như chưa từng có điều gì xảy ra và cũng đừng nói cho cô ấy biết những gì vừa xảy ra chị chỉ cần nói cô ấy ngất xỉu chị định đưa đến bệnh viện xem cô ấy nói thế nào hạ thiên nhanh chóng nói à tôi biết rồi ninh khiết lúc này cũng hiểu sự việc không phải nhỏ nhưng cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi một câu chồng Caroline thật sự cố ý muốn tiếp cận tôi, sau đó tiếp cận cậu để nổ bom sao? Điều này tôi cũng không thể nào xác định được, chị trước tiên không cần xen vào chuyện này, tôi đã nói cho vợ tóc vàng điều tra về nàng rồi. Hạ Thiên dù hoài nghi Caroline đến vì mình, nhưng hắn cũng thật sự không có chứng cứ, mà bây giờ hắn cũng không có tâm tình thực hiện thuật thôi miên. Dù sao trong người đối phương đã không còn bom, cũng không có gì uy hiếp với hắn và Ninh Khiết, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm chỉ rốt cuộc muốn biết ai định giết mình mà thôi. Chồng, tôi biết làm thế nào. Ninh Khiết cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, nàng tất nhiên sẽ nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, nhưng dù sao thì nàng cũng có chút bất ngờ với sự kiện này, còn có chút khổ sở. Dù sao thì nàng cũng không có nhiều bạn bè, nàng không hy vọng một người bạn mình vừa quen lại đến vì mục đích khác. Ninh Khiết nhanh chóng đưa Caroline bỏ đi, Hạ Thiên đã động tay động chân trên người Caroline, sau vài phút nữa Caroline sẽ tự tỉnh lại, cũng không biết những gì đã phát sinh trên người mình, thậm chí còn không thể nào biết được quả bom đã bị loại trừ, vì vậy mà kế hoạch của nàng vẫn được tiếp tục. Đến lúc đó Hạ Thiên có thể hiểu người đẹp này rốt cuộc có phải đến vì mình hay không? Trông trông, em là giao giao rất thục nữ, em không nói tục. Chuông điện thoại vang lên, lần này là sở giao điện thoại đến. Hạ Thiên nhận điện thoại, như hắn dự đoán, sở giao đã đến thành phố Nhạc Nam. 15 phút sau sở giao chạy đến chỗ của Hạ Thiên, nhưng khi thấy hơn 10 chiếc Ferrari chạy phía sau thì hắn có chút buồn bực. Vợ giao giao, sao em mang theo nhiều xe như vậy? Chồng, nghe nói bây giờ thành phố Nhạc Nam này rất loạn, em muốn đến chém vài người, thuận tiện cướp địa bàn. Sở giao nhảy xuống xe mô tô chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thiên. Đừng cướp địa bàn, bây giờ Nhạc Nam không an toàn. Hạ Thiên lắc đầu. Em cho bọn họ quay về đi. Sao? Sở giao có chút không tình nguyện. Chồng, em có phải về không? Em không quay về. Hạ thiên nhanh chóng trả lời. Vợ giao giao, anh cần em giúp làm thí nghiệm. Được rồi, em sẽ cho bọn họ quay về. Nghe nói mình không cần quay về, sở giao lập tức vui vẻ, nàng quay đầu nhìn về phía bên kia rồi lên tiếng. Hoắc tiểu xuyên, người đưa mọi người về. Vâng, đại tiểu thư. Hoắc tiểu xuyên lên tiếng, trong lòng cũng thẩm oán sở giao làm mọi người chạy đường xa mệt mỏi đúng rồi các người thuận tiện đưa cả liễu vân anh về hạ thiên nói một câu liễu vân anh vừa mới đi đến cửa nghe thấy thì buồn bực anh rể này xem ra chỉ ước sao mình về cho nhanh nhưng liễu vân anh thấy bên ngoài là một hàng dài ferrari cùng một màu thì không còn buồn bực nàng tranh thủ thu dọn đồ đạc sau đó nhảy lên một chiếc ferrari đoàn xe ferrari này đến cũng nhanh mà đi cũng không kém đoàn xe dừng lại chưa đến 10 phút thì đã rời đi, mà chỗ ở của Hạ Thiên lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh, khác biệt chính là Liễu Vân Anh được thay thế bằng sở giao. Nhưng Hạ Thiên cũng không có thời gian làm gì sở giao, hắn đưa tất cả dược liệu vào trong phòng, sau đó một mình đi vào từ xế chiều đến tối không đi ra. Đợi đến khi Ninh Khiết và Caroline quay về thì hắn cũng chưa đi ra, mãi đến sáng ngày hôm sau hắn mới ra khỏi phòng. Mệt chết người, ngủ một giấc cái đã. Hạ Thiên nói với vẻ mặt cực kỳ ủ rũ, hắn đẩy cửa phòng ngủ, trực tiếp ngã lưng xuống giường. Hạ Thiên ngủ một giấc đến trạng vạn tối, sau đó hắn rời giường, phát hiện trong phòng khách có ba mỹ nữ, gồm Ninh Khiết, Sở Giao và cả Caroline. Nhưng dạ Ngọc Nghị thì không có ở trong phòng khách, Hạ Thiên biết nàng đang ở trong phòng ngủ. Chồng, anh luyện chế đan dược gì? Đã xong chưa? Sở Giao hỏi có chút hưng phấn, ngày hôm qua khi Hạ Thiên đi luyện dược liệu đã nói với nàng chờ khi nào hắn làm xong sẽ có thể làm cho nàng lợi hại hơn. Vì trước đó không lâu nàng rất ghen ghét Tống Ngọc Mỹ quá lợi hại. Đã xong rồi, lát nữa sẽ cho em ăn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Anh đi ra ngoài ăn chút gì đó đã, đói bụng quá. Chồng, không cần ra ngoài, tôi đã nấu cơm, chỉ chờ cậu thức dậy mà thôi. Ninh khiết đón lời. Bây giờ tôi đi xào rau, 10 phút sau là xong. Được rồi. Hạ Thiên đi rửa mặt, sau đó đợi một lúc cuối cùng ninh khiết cũng dọn bữa tối ra em chân dài xuống ăn cơm hạ thiên nói lên lầu một câu nhưng không ai trả lời sư à chị ấy không nói gì nhiều với mọi người cũng không ra khỏi cửa tối qua sáng nay và bữa trưa cũng không dùng cơm ninh khiết khẽ nói thôi mặc kệ chị ta chúng ta ăn trước hạ thiên đã rất đói bụng sau khi ăn như sói như hổ thì hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn Sở Dao và Ninh Khiết thì không có vấn đề gì, nhưng Caroline lần đầu tiên thấy Hạ Thiên ăn nhiều như vậy thì trợn mắt há mồm. Không đợi ba người phụ nữ ăn xong, Hạ Thiên đã nói: "Tôi ra ngoài một chút." Hạ Thiên nhanh chóng đi ra, 10 phút sau hắn quay về biệt thự nhưng trong tay có thêm một vật, khi thấy vật kia thì Ninh Khiết có hơi sững sờ, Sở Dao thì có chút ghen ghét, chồng quả nhiên thích phụ nữ ngực lớn. "Em chân dài, mở cửa." Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng của Dạ Ngọc Mị có gì cứ nói. Cửa không mở, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của dạ ngọc mị, có thể nói là lạnh đến mức chết người. Mua cho chị một cái lẩu cá, nếu chị không mở cửa thì tôi sẽ ném đi. Hạ Thiên bất mãn nói, trên tay hắn là một cái lẩu, lấy từ trong quán lẩu. Dạ Ngọc Nghị mở cửa, nàng cũng không khách khí mà lấy nồi lẩu, sau đó đóng cửa lại. Này, chị không hiểu lễ phép sao? Không biết cảm ơn à? Hạ Thiên có chút buồn bực, chị lấy thân báo đáp thì tôi cũng không quá chú ý. Dạ Ngọc Nghị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, mà với thính lực của hắn thì có thể thấy nàng đang căn cá. Còn tưởng rằng chị quyết định không ăn gì, thì ra muốn tôi tự mình phục vụ. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó tiếp tục lên tiếng. Em chân dài, nể mặt tôi cho chị lẩu cá, tối nay chị giúp tôi hộ pháp, không cho ai đến quấy giày, dù là tình nhân cũ của chị cũng đuổi đi ngay. Dạ Ngọc Nghị vẫn không đáp lời, Hạ Thiên cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn tin nàng sẽ hộ pháp cho hắn, vì bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là hợp tác cùng có lợi. Vợ giao giao, em theo anh vào đây. Hạ Thiên lúc này nói với sở giao, sau đó nói với Ninh Khiết. Vợ quỷ keo kiệt, tối nay chỉ cũng hộ pháp ngoài cửa đề phòng có gì xảy ra. À, biết rồi. Ninh Khiết lên tiếng, sở giao thì trực tiếp nhảy lên lầu vào phòng ngủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên đóng cửa phòng, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói với sở giao. Vợ giao giao, em cởi đồ ra. Sở giao không trần trừ mà cởi ra sạch sẽ, lại còn cố ý ưỡn ngực, giống như muốn nói cho Hạ Thiên biết ngực mình dạo này đã lớn hơn một chút. Vợ giao giao, em dùng viên thuốc này, sau đó dùng phương pháp vận công mà trước kia anh dạy em, ngồi trên giường vận công, anh sẽ dùng ngân châm giúp em. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên chút ánh lửa rồi biến mất, dù tư thái của sở giao mê người hơn dĩ vãng rất nhiều nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn lấy ra một chiếc bình từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc trong suốt, sau đó đưa cho sở giao. chương 1360, còn mặc quần áo làm gì? Sở giao nhận viên thuốc, sau đó nàng khoanh chân ngồi trên giường, bỏ thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Hai mắt nàng khép hờ, chân khí trong cơ thể vận chuyển theo đường lối cực kỳ quen thuộc trong kinh mạch, sau khi viên thuốc tiến vào trong cổ họng của Sở Dao thì nhanh chóng hóa thành nước chảy theo cuống họng vào bên trong, hình như có thể thấy được đường đi của nó, trước tiên là tiến vào trong đan điền, sau đó chợt bộc phát rất nhiều khí tức, những luồng khí này nhanh chóng tiến vào trong kinh mạch mà va chạm cuồng loạn. Dù có một phần chân khí bị dung hợp theo quá trình vận chuyển của nàng, nhưng cũng có nhiều chân khí gây sóng gió trong cơ thể nàng, làm cho những đường kinh mạch mơ hồ có hơi đau. Đúng lúc này Sở Dao chợt cảm thấy một luồng khí lạnh buốt và ấm áp tiến vào trong cơ thể của mình, luồng khí này thật sự không xa lạ gì với nàng, vì nàng biết đó là chân khí của chồng mình, nàng cũng biết chồng đang giúp mình. Vì vậy mà khoảnh khắc này nàng chợt yên lòng, những luồng khí tức trong người nàng cũng nhanh chóng bị luồng khí vừa lạnh vừa ấm này khống chế. Hạ Thiên không ngừng đâm kim trên người Sở Dao, rất nhiều băng hỏa linh khí theo ngân châm tiến vào bên trong sau khi tiến vào trong người thì nhanh chóng thu nạp những luồng chân khí khác biệt đang giải rác khắp nơi sau đó dẫn dắt chúng tiến vào trong kinh mạch của sở giao cuối cùng dưới tác dụng của băng hỏa linh khí những khí thức này dung hợp với chân khí của nàng sau khi vận chuyển một vòng trong người nàng thì càng trở nên mạnh mẽ hơn một chút vẻ mặt hạ thiên vốn rất nghiêm túc cũng trở nên dễ chịu hơn tất cả rất thuận lợi hắn cũng căn bản có thể yên tâm y thuật của hắn có thể làm cho sở giao hấp thu hoàn toàn chân khí trong đan dược như vậy nhanh chóng làm nàng gia tăng công lực. Tất nhiên điều này cũng vì chân khí của nàng bây giờ còn chưa mạnh, nếu đã đến mức kim đan kỳ thì những đan dược này sẽ có hiệu quả cực kỳ có hạt, trừ khi phải có được nhân sâm ngàn năm làm dược liệu, như vậy có lẽ sẽ được chút hiệu quả, nhưng trên thế giới này thì dược liệu kia căn bản chỉ có thể ngộ mà khó cầu. Ngân Châm tiếp tục bay múa, sư đệ vẫn ngồi khoanh chân, là một người phụ nữ không mảnh vải che thân, cũng có một người đàn ông bình thường ở bên cạnh nhưng bọn họ không làm những gì mà những cặp nam nữ bình thường hay làm, tình cảnh này nếu để cho người ngoài thấy được thì bọn họ sẽ cảm thấy quá quỷ dị, cũng may không có ai thấy được. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô tình đã đến tối, mà lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng thu hồi ngân châm. Vợ giao giao, có thể tạm thời thu công. Hạ Thiên mở miệng nói. Trước tiên em mặc quần áo lại đi. Chồng, bây giờ em đã lợi hại như tống ngọc mị kia rồi sao? Sở giao có chút hưng phấn, sau đó nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên, lại khẽ dạng chân, tư thế vô cùng quyến rũ. Chồng, đã muộn thế này rồi, em còn mặc quần áo vào làm gì? Hạ Thiên áp chế lửa nóng trong lòng, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn sở giao. Vợ giao giao, nếu em muốn lợi hại như vợ mị mị, bây giờ em nên mặc quần áo vào. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Anh còn phải tiếp tục thi châm cho em, sau này em có thể lợi hại như vợ mị mị. À, tốt. Sở giao nghe nói như vậy thì dùng tốc độ cực nhanh mặc quần áo lên người. Anh nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau sẽ thi triển đệ ngũ châm cho em. Hạ thiên nói xong thì trực tiếp ngồi xuống đất bắt đầu vận công khôi phục thể lực. Hầu như cùng lúc này, ở một căn biệt thự bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, Hàn Minh Phi chợt đứng lên. Hàn Sư Huynh, anh không có gì đấy chứ? Hoàng tính gì dùng giọng ân cần hỏi Han. Không có gì, ta chỉ không ngờ pháp khí không biết tên kia lại bùng ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, ta lo lắng nó sẽ làm các ngươi và đám phạm nhân đinh hương bị thương, vì thế mới cưỡng chế tiếp nhận tất cả lực lượng, bị thương nhẹ, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Minh Phi khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản, cũng không vì lần này bị thương mà nổi giận. Thế giới phạm nhân này quả nhiên có sự khác biệt rất lớn với thế giới phạm nhân mà chúng ta được biết, nếu muốn tìm được Nguyệt Thanh Nhã, chúng ta cần phải đi sâu vào tìm hiểu mới được hàn sư huynh huynh có thấy là ai ra tay sao bạch vân sơn lúc này mở miệng hỏi còn phải hỏi sao nhất định là dạ ngọc mị hoàng tĩnh gì có chút tức giận nói không phải dạ tiên tử hàn minh phi lắc đầu tuy ta không thấy rõ ràng nhưng mơ hồ có thể thấy đó là đàn ông nhưng đối phương chạy rất nhanh trước khi ta kịp phản ứng thì hắn đã biến mất vậy thật sự là hạ thiên bạch vân sơn nói gương mặt tuấn tú có chút tức giận Tên kia từng liên tiếp sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn làm thế này cũng không có gì kỳ lạ. Nếu thật sự là hắn thì người này càng đáng cho chúng ta coi trọng." Hàn Minh Phi chậm rãi nói. Căn cứ vào lời nói của hai người, thực tế thì tu vi của Hạ Thiên là không cao, còn không bằng Hoàng sư muội, nhưng thực tế hắn lại là người làm cho ba người chúng ta đều bị thương, mà hai người các ngươi đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy dù phương pháp của người này không quang minh nhưng thực lực cũng không thể khinh thường phải biết rằng chỉ cần dựa vào âm mưu quỷ kế cũng khó thể nào đánh bại một người tu tiên hùng mạnh, nếu không có thực lực hậu thuẫn, căn bản dù có âm mưu gì cũng không lấy được hiệu quả chính thức. Hàn sư huynh, Đinh Hương đã điều tra được một vài tư liệu về Hạ Thiên." Hoàng Tĩnh Di lúc này nói. "Tên này rất có tiếng ở giới phàm nhân, nghe nói là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, còn thành lập một tập đoàn thần y, nhưng tên này hình như chỉ nổi tiếng vì phong lưu háo sắc. Nghe nói hắn có rất nhiều nữ nhân." Phần lớn đều là nữ nhân xinh đẹp danh tiếng ở thế giới phàm nhân, nhưng tạm thời chưa phát hiện hắn có quan hệ gì với Nguyệt Sư Tỷ. Hắn là tình nhân của Dạ Ngọc Mị, tất nhiên sẽ không liên quan gì đến Nguyệt Sư Tỷ. Bạch Vân Sơn nói, ta thấy chưa hẳn là tình nhân của Dạ Ngọc Mị, lúc đó ta giao thủ với hai người bọn họ, cảm thấy quan hệ giữa Dạ Ngọc Mị và Hạ Thiên cũng không tốt như vậy. Hơn nữa dựa theo cách nói của Dạ Ngọc Mị thì Hạ Thiên và Nguyệt Sư Tỷ hình như có quan hệ đặc biệt gì đó hoàng tĩnh di không ủng hộ cái nhìn của bạch vân sơn hắn có thể học được phiêu miểu bộ có lẽ là đồ đệ của nguyệt sư tỷ hoặc là hoàng sư muội có vài lời tốt nhất không nên nói ra bạch vân sơn lạnh lùng cắt ngang lời hoàng tĩnh di cũng không cho nàng nói ra những câu tiếp theo bạch sư đệ hoàng sư muội hai người cũng không cần cãi nhau sự việc có lẽ không đơn giản như vậy hàn minh phi chậm rãi lắc đầu Giả dạ Tiên tử và Thanh Nhã sư muội có quan hệ rất rối, so với những gì các người suy xét còn phức tạp hơn nhiều. Bọn họ trước kia từng là tỉ muội, tuy sau này có chút hiểu lầm nhưng sợ rằng 20 năm qua đã hòa giải, vì vậy dù bây giờ Hạ Thiên có quan hệ với Giả dạ Tiên tử và Thanh Nhã sư muội cũng không có gì là lạ. Nhưng đối với chúng ta thì chỉ cần tìm được Thanh Nhã sư muội mà thôi, những chuyện khác không cần quan tâm, chúng ta chỉ cần đón Thanh Nhã sư muội quay về, còn 20 năm qua phát sinh chuyện gì, chúng ta không cần quan tâm hàn minh phi có chút trầm ngâm rồi hỏi hoàng sư muội đinh hương có điều tra được tin tức về người khác không còn chưa hoàng tĩnh di lắc đầu nhưng hàn sư huynh đinh hương điều tra được chỗ ở của hạ thiên nghe nói tên này ở cách chúng ta không xa ở bên cạnh hồ nguyệt lạc hàn minh phi đang định nói gì đó thì vẻ mặt hơi biến đổi linh khí thật sự nồng đậm từ sau khi đi vào thế giới này thì hàn minh phi chợt phát hiện linh khí cực mỏng có thể nói là mỏng đến mức khó thể hấp thu. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy một luồng linh khí cực đậm, độ đậm đặc của nó còn vượt xa cả trên đại lục Tiên Vân, tất nhiên phát hiện này sẽ làm cho hắn tương đối kinh ngạc. Kỳ quái, linh khí này đi qua chúng ta, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi. Bạch Vân Sơn khẽ nhíu mày. Bạch sư đệ nói không sai, những luồng linh khí này đang tụ tập vào một hướng khác. Hàn Minh Phi gật đầu rồi nhìn ra phía xa. Trời, là bên kia. Hoàng tĩnh di hô lên một tiếng. Hàn sư huynh, hạ thiên cũng ở hướng đó. Hàn Minh Phi suy nghĩ một chút rồi khẽ nói. Hai người lợi dụng cơ hội này để nhanh chóng chữa thương, ta đi xem tình huống. Hoàng tĩnh di và Bạch Vân Sơn gật đầu, hầu như cùng khoanh chân ngồi xuống, mà Hàn Minh Phi thì lóe người biến mất. Dạ Ngọc Mị lẳng lặng ngồi bên giường, luồng linh khí nồng đậm tiến vào gian phòng sát bên, linh khí này rất đậm, nàng cũng không bỏ qua cơ hội mà điên cuồng hấp thu, giống như một người khát nước 20 năm chợt gặp dòng suối mát vậy. Dạ Ngọc Mỹ biết rõ cơ hội hấp thu linh khí nồng đậm ở thế giới này cũng không nhiều, nàng biết đây là công lao của tên khốn hạ thiên, nhưng nàng cũng không cảm tạ hắn, mục tiêu của nàng vẫn không thay đổi, đến khi thời cơ thích hợp nàng sẽ tra tấn tên khốn này. Linh khí tiến vào trong cơ thể mang theo cảm giác quen thuộc làm cho tâm tình của dạ Ngọc Mỹ cảm thấy khá hơn, cũng làm cho nàng thêm nhạy cảm. Vì vậy đúng lúc này nàng chợt cảm nhận được một luồng khí thức mạnh mẽ phóng về phía bên này, mà nó cũng khá quen thuộc. Dạ Ngọc Mị chợt đứng lên, nàng lóe lên rồi biến mất nơi cửa sổ, một giây sau nàng xuất hiện ở trên nóc một tòa nhà cao tầng ngoài xa vài trăm mét, cùng một thời gian đó có một người đàn ông áo bảo xanh từ trên không trung hạ xuống. Đêm dài lạnh lẽo, giả dạ tiên tử tự mình ra nghênh đón làm cho hàn mỗ cảm thấy được sủng ái mà kinh ngạc. Người đến là Hàn Minh Phi, hắn cười nhạt với dạ ngọc mị, sau đó ánh mắt nhìn ra phía sau lưng nàng. Dạ tiên tử không hy vọng tôi đi qua bên kia sao? chương 1361, lần đầu tiên làm sư phụ thật. Đã biết rõ thì cần gì phải cố hỏi. Dạ ngọc mị lạnh lùng nói. Hàn Minh Phi đứng nhìn về một vị trí cách đó vài trăm mét. Tuy linh khí là một thứ không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được linh khi đang liên tục truyền vào trong một gian phòng ở căn biệt thự dưới kia, mà tình huống kỳ diệu đó thật sự chưa từng được thấy bao giờ. Một lát sau Hàn Minh Phi thu hồi ánh mắt, hắn chuyển mắt lên gương mặt vừa xinh đẹp việt trần vừa lạnh băng băng của Dạ Ngọc Mị, sau đó thở dài một tiếng. Dạ Tiên Tử, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thế giới này không thể nào tu luyện, cũng không nên xuất hiện linh khí nồng đậm như vậy, mà bây giờ hình như có người làm được điều này, cho ta hỏi, có phải đó là Hạ Thiên hay không? Thế giới rộng lớn, thứ gì cũng có. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng. Nếu ngươi muốn vào bên trong đó xem, ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng ta cũng muốn sang bên kia xem hai sư đệ sư muội của ngươi, có lẽ bọn họ sẽ rất hoan nghênh ta. Trên mặt Hàn Minh Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dạ tiên tử, cô hình như có hiểu lầm rất sâu với ta. Thật ra ta cũng không có định ý với cô. Ta đến địa phương xa lạ này chỉ với một mục đích chính là tìm thanh nhã sư muội quay về, còn những chuyện khác thì ta không quan tâm ta cũng không có ý muốn đuổi giết Hạ Thiên, ta đến đây chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi đã nói thật sự không có địch ý thì cứ quay về. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Được rồi, để bày tỏ thành ý, ta sẽ quay về. Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi bổ sung. Dạ tiên tử, cô nên hiểu, dù là 20 năm trước hay bây giờ, tôi thật sự không có địch ý với cô, tôi cũng luôn tin cô cũng không cố ý đưa thanh nhã sư muội vào chỗ này. Tôi chỉ hy vọng giả dạ tiên tử có thể suy xét, nói ra vị trí của thanh nhã sư muội, sau đó cùng chúng ta quay về đại lục tiên vân. Hàn Minh Phi nói xong thì xoay người bỏ đi, tuy có vẻ không nhanh, không quá muốn đi, nhưng hắn vẫn biến mất trong mắt dạ ngọc mị. Trên mặt dạ ngọc mị lộ ra vẻ kỳ quái, rõ ràng nàng không ngờ Hàn Minh Phi sẽ vì một câu nói của nàng mà bỏ đi, nàng vốn cho rằng tối nay Hạ Thiên sẽ lành ít giữ nhiều, Dạ Ngọc Nghị đứng yên một lát rồi xoay người nhanh chóng bay về phòng mình, sau đó nàng tiếp tục vận công hấp thụ linh khí như trước. Ngày hôm sau, mới sáng sớm thì Hạ Thiên đã gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Nghị. "Làm gì vậy?" Dạ Ngọc Nghị nói vọng ra, nàng vẫn không có ý mở cửa. "Em chân dài, tôi mua bữa sáng về cho chị." Hạ Thiên trả lời. Dạ Ngọc Nghị mở cửa, nhanh chóng tiếp bữa sáng trong tay Hạ Thiên, sau đó muốn đóng cửa. "Này, em chân dài chờ chút đã tôi có chuyện cần thương lượng với chị hạ thiên vội vàng giữ cửa không cho dạ ngọc mị đóng lại chuyện gì dạ ngọc mị hờ hững nói này đầu tiên tôi muốn nói tình nhân cũ rất tốt với chị tối qua hắn không làm gì chị cả hắn đã đi xem ra để chị giúp tôi hộ pháp là chuyện cực kỳ anh minh hạ thiên cười hì hì nói sau này vì như vậy mà tôi cảm thấy chỉ cần cho chị ở lại chỗ này sẽ không có nguy cơ gì tôi muốn rời khỏi thành phố nhạc nam một chuyến nhưng tôi cũng cần chị tiếp tục quan sát ba người bọn họ chị ở lại đây giúp tôi vài ngày thế nào không cần cậu nói nhảm tôi tất nhiên sẽ quan sát bọn họ thật chặt dạ ngọc mỹ lạnh lùng nói à vậy thì quá tốt rồi hạ thiên thật sự thỏa mãn tôi còn có chuyện có chuyện gì thì nói mau đừng nói nhảm dạ ngọc mỹ dùng giọng mất kiên nhẫn nói được rồi tôi nói thẳng tôi cảm thấy chị nên tiếp tục làm sư phụ của vợ quỷ keo kiệt hạ thiên thuận miệng nói trước đó chị thu vợ quỷ keo kiệt làm đệ tử như thực tế thì chẳng dạy gì cả ngược lại còn thiếu chút nữa thì hại chết chị ấy chuyện này đã qua và tôi không muốn tiếp tục truy cứu nhưng bây giờ chị xem có nên một lần thật sự làm sư phụ dạy những công phu lợi hại của mình cho chị ấy không cậu đến mà hỏi cô ấy có muốn tiếp tục làm đồ đệ của tôi không cái đã dạ ngọc mỹ lạnh lùng nói một câu sau đó đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn có chút khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn Ninh Khiết cách đó không xa. Vợ quỷ Keo Kiệt, chỉ có dám làm đồ đệ của em chân dài không? Ninh Khiết một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nàng khẽ nói. "Chồng, nếu cậu muốn để tôi tiếp tục làm đồ đệ của chị ấy, tôi sẽ làm." "Vợ quỷ Keo Kiệt, tôi chỉ muốn chị đi theo chị ấy học chút công phu mà thôi." cũng không cần gọi chị ấy là sư phụ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, tôi sẽ học. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng thật sự có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với dạ ngọc mị. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu tình cảnh của Hạ Thiên là không tốt, nàng cũng hy vọng mình có khả năng giúp đỡ hắn. Này, em chân dài, chị đã nghe thấy chưa? Hạ Thiên tiếp tục gõ cửa phòng của dạ ngọc mị. Đến tối tôi sẽ dạy cô ấy. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói được rồi em chân dài tôi đã quên nói chỉ có thể thuận tiện dạy thêm cho một người nữa Hạ Thiên lại hỏi tôi không dạy cho đàn ông Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời yên tâm đi tôi cũng không muốn học với chị Hạ Thiên lười biếng nói tôi nói người thứ hai chính là vợ giao giao của tôi tôi dạy cô ta là được đừng làm phiền tôi Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời được rồi tôi thuận tiện nói một câu bây giờ tôi sẽ phải đi chị không cần nhớ đến tôi, vì tôi sẽ nhanh chóng quay về mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lần này bên trong không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, rõ ràng là dạ Ngọc Mỹ đã mặc kệ Hạ Thiên. Chồng, cậu phải đi ngay sao? Ninh Khiết có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng vài ngày nữa Hạ Thiên mới đi. À, đợi đến khi vợ giao đi ra, tôi sẽ tạm thời bỏ đi, chị và vợ giao giao cứ ở lại chỗ này, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Hạ Thiên khẽ gật đầu giải thích. Được rồi." Ninh Khiết đồng ý, nhưng nàng vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. "Chồng, cậu muốn đi đâu?" "Đi đến thành phố Giang Hải." Hạ Thiên cũng không che giấu, nhưng hắn cũng không nói mình về làm gì. Ninh Khiết cũng không hỏi lại, nàng mơ hồ đoán được Hạ Thiên muốn quay về làm gì. Một cơn mưa lớn tập kích thành phố Nhạc Nam, mưa liên tục 3 ngày không ngừng, trên đường về cũng rất quạnh quẽ, dù là xe cũng có rất ít người. Người đi đường càng ít hơn, mưa lớn như vậy thì dù cầm dù cũng ướt đẫm cả người. Ngoại thành Nhạc Nam, trên đường quốc lộ có một bóng người chạy vội trong mưa, người này chạy đi cực nhanh, ngẫu nhiên cũng có vài người thấy được cái bóng, bọn họ nhiều nhất chỉ cho là mình hoa mắt, mà phần lớn sẽ không hoàn toàn phát hiện sự có mặt của hắn. Bóng người này chính là Hạ Thiên, hắn mãi đến trưa mới rời khỏi thành phố Nhạc Nam, tuy mưa lớn nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn, quần áo của hắn vẫn rất khô ráo không có bất kỳ hạt mưa nào có thể rơi lên người. Thật ra rời khỏi thành phố Nhạc Nam cũng không phải là quyết định bất ngờ của Hạ Thiên, trước khi hắn luyện chế đan dược thì đã cho ra quyết định, nếu đan dược có tác dụng sẽ quay về thành phố Giang Hải, trước tiên giúp các bà vợ ở Giang Hải tiến lên kim đan kỳ, như vậy công lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi thì dù hắn không có thể lập tức thi triển được đệ lục châm nhưng công lực vẫn có thể tiến lên kim đan hậu kỳ hoặc đột phát nguyên anh kỳ, tất cả đều có thể. Hạ Thiên không còn lựa chọn nào khác, hắn phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ, tăng thực lực cho mình chính là biện pháp duy nhất, còn thành phố Nhạc Nam bên kia cũng không có gì cần lo lắng. Tối qua hắn đã giúp sở giao thi châm nhưng chạy vài trăm km cũng không có vấn đề. Hắn tin Hàn Minh Phi sẽ không làm gì dạ ngọc mị, có sự bảo vệ của dạ ngọc mị thì ninh khiết và sở giao cũng rất an toàn. Hạ Thiên cũng không lo lắng dạ ngọc mị, vì bây giờ nàng là người của hắn, bây giờ bọn họ lại ở chung, tất nhiên sẽ không làm gì với Ninh Khiết và Sở Giao. Dù sao thì Ninh Khiết và Sở Giao cũng sẽ không làm gì với Dạ Ngọc Mị, đặc biệt là Ninh Khiết trước kia còn bị Dạ Ngọc Mị hãm hại. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên lo lắng chính là đám người còn lại của phiêu miểu tiên môn, hắn không biết có phải có 12 người của phiêu miểu tiên môn đến đây hay không, nhưng hắn tin phiêu miểu tiên môn chắc chắn sẽ không có ba người đến nơi này. Đã 20 năm trôi qua, bây giờ phiêu miểu tiên môn mới cho người tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ, thật sự sẽ không chỉ phái đến ba người, nhưng đám đệ tử của phiêu miểu tiên môn còn lại đang ở nơi nào. Nếu nói như dạ ngọc nghị thì sẽ có một tổ ở gần thủ đô, như vậy thủ đô bên kia sẽ rất phiền toái. Trước khi rời khỏi thành phố Nhạc Nam Hạ Thiên đã điện thoại cho Mộc Hàm và Mỹ Nhi, cố ý nhắc nhở các nàng, thủ đô sợ rằng sẽ có người tu tiên hùng mạnh, nếu các nàng gặp phải cao thủ thì tốt nhất nên tránh xa một chút, để đề phòng vấn đề xảy ra. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đám người của phiêu miểu tiên môn có thể chừa cho mình chút thời gian, hắn thấy chỉ cần là một tháng thì không còn gì phải lo lắng nữa. Vô tình hạ thiên đã đến tinh thành, nơi này vẫn mưa lớn, xem ra phạm vi của cơn mưa là rất lớn. Chạy qua tinh thành, tiếp tục chạy về Giang Hải thì trời vẫn đổ mưa liên tục, nhưng hạ thiên chợt giảm tốc độ, hắn tiếp tục đi thêm 10 km, khi nhìn trái phải không có ai thì hắn mới dừng lại. Này, tên ngốc đi theo kia, đi ra được rồi. Hạ Thiên tuy không nói quá lớn nhưng có thể xuyên qua màn mưa truyền ra ngàn mét. Trong màn mưa có một bóng trắng tiếp cận về phái bên này, sau đó đối phương dừng lại trước mặt Hạ Thiên hơn 10 mét, ánh mắt lạnh băng. chương 1362, bó tay với những thằng ngu. Lại là cô em à, xem ra tình hình vết thương đã tốt hẳn rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất ngờ nhìn cô gái áo trắng đứng cách đó không xa, cô nàng cũng khá xinh đẹp, áo quần cũng khô giáo như Hạ Thiên, Mưa không có ảnh hưởng gì với nàng, những hạt mưa như hạt đậu căn bản chẳng thể nào tiếp cận được nàng. Một mùi hương nhàn nhạt, nhạt bùng vào mũi Hạ Thiên, vì mưa lớn nên che giấu phần lớn tung tích, nếu không hắn đã sớm phát hiện ra hương vị này, đồng thời cũng sớm biết kẻ đi theo mình chính là hoàng tĩnh di của Phiêu Miểu Tiên môn. "Hạ Thiên, nói vị trí của Nguyệt Thanh nhã cho ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Hoàng Tĩnh Di lạnh lùng nói. "Cô em bị điên à?" hạ thiên nhìn chằm chằm vào hoàng tĩnh di vẻ mặt khá khinh bỉ cho anh đây một con đường sống anh cần cô em cho sao anh còn đang muốn xử lý cô em đây chỉ dựa vào ngươi hoàng tĩnh di nói với vẻ mặt khinh thường ngươi cho rằng thủ đoạn hạ lưu của mình sử dụng được một lần thì có thể tiếp tục lần thứ hai sao bây giờ dạ ngọc mị không có ở đây không ai có thể giúp cho ngươi nếu ngươi không muốn chết thì nhanh chóng nói ra nguyệt thanh nhã đang ở đâu cho ta người đổi cách xưng hô rất kỳ quái hạ thiên chợt hỏi cái gì hoàng tĩnh gì rõ ràng không hiểu lời nói của hạ thiên trước đó cô em gọi là nguyệt sư tỷ bây giờ lại nói thẳng tên nguyệt thanh nhã hạ thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói xem ra em chân dài nói không sai cô em lần này thật sự không muốn cho thần tiên tỷ tỷ quay về đại lục tiên vân hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung ôi thuận tiện nói cho cô em biết Nguyệt Thanh nhã chính là thần tiên tỷ tỷ của anh đây, là vợ của anh, mà anh sẽ không cho vợ anh quay về, vì thế sẽ không cho cô em biết vợ anh ở đâu. Nguyệt Thanh nhã là vợ ngươi. Hoàng Tĩnh Di chợt sững sờ, sau đó cười ha hả đầy quái dị. Khanh khách, khanh khách. Này, cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Hoàng Tĩnh Di dừng cười, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu trào phúng. Nguyệt Thanh Nhã sao có thể lấy loại người hèn hạ vô sỉ hạ lưu như ngươi? Vì vậy lời nói của ngươi là cực kỳ đáng cười. Thần Tiên tỷ tỷ chính là vợ anh đây, nhưng nếu cô em không tin, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoàng Tĩnh Di. Cô em nói đi, cô em rốt cuộc tìm Thần Tiên tỷ tỷ làm gì? Hoàng Tĩnh Di nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên khoảng 10 giây, sau đó trên mặt có chút kinh ngạc, bộ dạng khó thể tin. Ngươi thật sự là nam nhân của Nguyệt Thanh Nhã? Nói nhảm, ngoài anh ra thì không có ai xứng đôi với thần tiên tỷ tỷ." Hạ Thiên tức giận nói. "Ha ha ha ha." Hoàng Tĩnh Di có chút sướng sốt rồi cười lên ha hả như điên, trong cơn mưa lớn thì tiếng cười của nàng nghe cực kỳ quỷ dị. "Này, cô không biết tiếng cười của mình rất khó nghe sao?" Hạ Thiên bất mãn nói. "Ha ha ha, Nguyệt Thanh nhã lại tìm nam nhân ở thế giới này, đúng là buồn cười." Hoàng Tĩnh Di vẫn chưa ngừng cười đường đường là đệ nhất tiên tử của tiên môn môn chủ tương lai của phiêu miểu tiên môn một người trẻ tuổi nhất tiên môn bây giờ rơi xuống phàm trần lại lấy một tên đàn ông phàm tục làm chồng lại là một tên khốn nạn hèn hạ vô sỉ ha 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 nếu môn chủ biết được chuyện này sợ rằng nhất định sẽ ói máu mà chết ha 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 hoàng tĩnh di vừa cười vừa nói có vẻ điên cuồng tuy nàng coi như rất xinh đẹp nhưng lúc này lại làm người ta cảm thấy không có chút khí chất gì anh biết rồi Cô em chắc chắn ghen tị với thần tiên tỷ tỷ." Hạ Thiên chợt mở miệng nói. Tiếng cười của Hoàng Tĩnh Di chợt dừng lại, nàng dùng ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. 20 năm, Nguyệt Thanh Nhã đã biến mất hơn 20 năm nhưng tất cả các nữ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn đều bị bao phủ dưới bóng tối của nàng ta tạo ra, trong mắt môn chủ thì chúng ta luôn thua kém Nguyệt Thanh Nhã, mà trong mắt các vị nam đồng môn thì chúng ta cũng kém xa Nguyệt Thanh Nhã. Tuy nàng ta đã mất tích nhưng lại giống như vẫn còn sống sờ sờ vẫn áp chế các nữ đệ tử suốt 20 năm trời. Âm thanh của Hoàng Tĩnh gì rõ ràng là ghen ghét, còn có căm hận. Dựa vào cái gì, vì sao chúng ta làm tất cả chỉ vì nàng ta? 20 năm vất vả tu luyện, môn chủ tự mình dạy bảo chúng ta, mà chúng ta cứ tưởng được môn chủ tán thưởng, nhưng không ngờ môn chủ chỉ dạy cho chúng ta cũng để đi tìm kiếm Nguyệt Thanh nhã, ông ta làm tất cả chỉ vì để chúng ta tìm Nguyệt Thanh nhã quay về. Điều này cũng là bình thường. Vì cô em nếu so sánh thì còn kém cả một sợi tóc của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên dùng giọng chăm chú nói. Nếu như là anh đây, anh tình nguyện chờ thần tiên tỷ tỷ 100 năm cũng sẽ không bao giờ chờ một người như cô em. Vậy ngươi cứ xuống dưới mặt đất mà chờ Nguyệt Thanh nhã. Hoàng Tĩnh Di rõ ràng bị những lời của Hạ Thiên làm cho kích thích. Nàng khẽ lật cổ tay, một thanh phi kiếm phóng về phía Hạ Thiên, phóng vào cổ họng hắn, đồng thời âm thanh tàn khốc của Hoàng Tĩnh Di cũng chuyển đến nhưng ngươi cứ yên tâm, ngươi không cần chờ 100 năm, chỉ cần 100 ngày thì Nguyệt Thanh Nhã đã đi theo ngươi rồi. Anh đây tất nhiên sẽ không chờ thần tiên tỷ tỷ 100 năm, vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể được gặp chị ấy. Hạ Thiên dùng phiêu miểu bộ né tránh phi kiếm của Hoàng Tĩnh Di không chút hoang mang. Ngược lại cô em quá ngốc, dù chờ một ngàn năm cũng chưa chắc được gặp mặt thần tiên tỷ tỷ. Hoàng Tĩnh Di tức giận hừ một tiếng, bàn tay trái chợt nâng lên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh phi kiếm, thanh kiếm này nhanh chóng bắn về phía Hạ Thiên. Lần trước của em này còn che giấu thực lực sao? Hạ Thiên thầm mắng một câu, hắn không ngờ người phụ nữ này có hai thanh phi kiếm, lúc này hai thanh kiếm tấn công một trước một sau làm hắn tránh né rất khó khăn. Hạ Thiên lại cảm thấy mình thiếu kỹ xảo tác chiến, nhưng nếu muốn tăng kỹ xảo trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng, cũng vì vậy mà hắn không muốn tăng kỹ xảo chiến đấu. Đối với hắn thì trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chỉ là trò đùa mà thôi. Lúc này vấn đề lớn nhất của hắn cũng không phải thiếu kỹ xảo, đó chính là thực lực tuyệt đối. Này, cô em ngu ngốc, có bản lĩnh thì đón một trưởng liều mạng của anh. Hạ Thiên Trần nói một câu, sau đó hắn không lùi mà tiến, nhanh chóng vỗ một trưởng về phía Hoàng Tĩnh Di. Ngu xuẩn, Hoàng Tĩnh Di quát lớn một tiếng, cùng một thủ đoạn mà người tưởng có hiệu quả hai lần sau dù đã từng nếm qua thiệt thòi nhưng lần này Hoàng Tĩnh Di vẫn không né tránh, bàn tay trắng nõn lại đưa lên nghinh tiếp. Nhưng với thị lực của Hạ Thiên thì có thể thấy trên tay của Hoàng Tĩnh Di có một cái bao tay, rõ ràng đó không phải là bao tay bình thường, là một bao tay có thể để Hoàng Tĩnh Di không cần sợ độc dược và ngân châm của hắn. Cũng là một thủ đoạn thì chưa hẳn sẽ mãi không có tác dụng, vì người ta sẽ không thể tưởng được anh còn có thể sử dụng thủ đoạn đồng dạng, mà cùng một sai lầm, đã vi phạm một lần thì không có nghĩa là lần sau sẽ không phạm vào. Hạ Thiên thật ra cũng không dùng thủ đoạn tương tự, nhưng Hoàng Tĩnh Di lại phạm vào sai lầm khinh địch. Vài ngày trước Hoàng Tĩnh Di bị trọng thương dưới tay Dạ Ngọc Mị cũng là vì khinh địch, nàng không thể ngờ chỉ sau vài ngày thì Dạ Ngọc Mị lại đề thăm thực lực. Bây giờ Hoàng Tĩnh Di lại tiếp tục rơi vào sai lầm như trước, nàng cũng không ngờ thực lực của Hạ Thiên có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn, nàng vẫn cho rằng công lực của hắn vẫn chưa bằng mình. Thực tế lần đầu Hạ Thiên gặp mặt Hoàng Tĩnh Di thì hai bên có chút tranh lệch, lúc đó hắn vừa tiến vào trong phạm vi của Kim Đan Kỳ, Hoàng Tĩnh Di lại sắp đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ, nếu lúc đó hai bên liều mạng thì kẻ bị thương sẽ là Hạ Thiên. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, trước đó Hạ Thiên đã thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm cho dạ ngọc nghị, ninh khiết và sở giao, ba châm đó thật sự làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Bây giờ hắn hầu như đã giống như Hoàng Tĩnh Di, cũng sắp đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ âm uhm. hai bàn tay đụng vào nhau không hề có trở ngại phát ra âm thanh rất lớn một dòng khí mạnh bùng ra khắp bốn phía những hạt mưa xung quanh chợt chuyển hướng tung tóe về những phương hướng khác nhưng chỉ sau chớp mắt thì chân khí đã phóng đi mưa tiếp tục đổ xuống tầm tã khi hai người dùng toàn lực để đối trưởng thì tình huống phát sinh biến hóa bọn họ không còn chân khí để ngăn cản những hạt mưa vì thế mà lúc này mưa rơi xuống làm bọn họ ướt đẫm cô em mới là ngu xuẩn Hạ Thiên lúc này bắt đầu mắng lại. Điều này sao có thể? Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Vì sao ngươi giống như Dạ Ngọc Mị, chỉ sau vài ngày thì công lực đại tiến? Chẳng lẽ ngươi và Dạ Ngọc Mị dùng công pháp song tu của Ma Môn? Chết đến nơi rồi còn quan tâm đến nhiều chuyện như vậy làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt chết người nhìn Hoàng Tĩnh Di. Thật ra mục đích của anh và cô em không khác gì nhau, anh cũng không muốn thần tiên tỷ tỷ quay về Đại Lục Tiên Vân nhưng cô em quá ngu muốn giết hại thần tiên tỷ tỷ vì vậy anh phải xử lý cô em đáng cười chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao hoàng tĩnh di cười lạnh một tiếng tuy công lực của ngươi có tăng trưởng nhưng nếu muốn giết ta ngươi ngoài thủ đoạn hạ lưu kia ra thì còn gì hoàng tĩnh di cười lạnh hai cây phi kiếm lại phóng ra về phía hạ thiên bó tay với những đứa ngu cô em cho rằng anh lại tiếp tục dùng châm đâm vào người sao hạ thiên lắc đầu sau đó hắn vung hai tay hai trường, nhanh chóng đánh rơi hai thanh phi kiếm, mà vẻ mặt Hoàng Tĩnh Di chờ tái nhợt, cơ thể lay động sắp đổ. "Ngươi, hèn hạ." Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, cơ thể lay động vài cái, cuối cùng vẻ mặt tái nhợt và mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 1363: Anh thích trời mưa. Hạ Thiên nhìn Hoàng Tĩnh Di ngã xuống mặt đất mà duỗi lưng một cái, hắn cảm khái nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt." đúng là rất tốt để xử lý kẻ khác tôi thích trời mưa bây giờ đâm cô em vài châm cũng không muộn hạ thiên lấy ra vài cây ngân châm định làm những gì mình đang nghĩ nhưng hắn chợt vội vàng ôm lấy hoàng tĩnh di lên rồi lui ra phía sau lúc này một người đàn ông mặc áo trắng chợt xuất hiện từ trên không lại là trò chỉ xích thiên nhai đúng là bạch vân sơn lúc này thật sự là phiền toái lớn hạ thiên thì thào nói sau đó hắn nói một câu này Bạch Vân Sơn kia, chú em đừng đến đây, nếu không anh sẽ xử lý hoàng tĩnh gì ngu ngốc này. Dù bây giờ tu vi của Hạ Thiên đã tăng lên khá nhiều nhưng nếu so sánh với Bạch Vân Sơn thì vẫn rất tranh lệch. Hơn nữa điều quan trọng là Bạch Vân Sơn có bộ pháp chỉ xích thiên nhai thật sự quỷ dị, bắt buộc Hạ Thiên phải kiêng kỵ, vì phiêu miểu bộ của hắn căn bản không thể có tốc độ như chỉ xích thiên nhai. Ta đã từng nói, lần sau gặp mặt sẽ giết ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói, hắn lại tiến ra một bước đột nhiên xuất hiện trước mặt hạ thiên lại vung trưởng nhanh như chấp khí thế hùng mạnh bùng ra lúc này mưa lớn chợt ngừng lại thiên địa cũng giống như bất động trong khoảnh khắc chỉ còn lại một trưởng của bạch vân sơn là hoạt động mà thôi hạ thiên cũng ngây người cũng không phải vì hắn không kịp phản ứng nguyên nhân vì một trưởng của bạch vân sơn không phải hướng về phía hắn lại bổ về phía hoàng tĩnh di đến khi hạ thiên ý thức được một trưởng của bạch vân sơn là muốn ép hoàng tĩnh di vào chỗ chết đừng nói là hắn không muốn cứu Hoàng Tĩnh Di, dù hắn thật sự muốn cứu nàng thì cũng không còn kịp. Lúc này một trường cực mạnh của Bạch Vân Sơn đã dùng khí thế khó thể ngăn cản để phóng lên người của Hoàng Tĩnh Di. Hạ Thiên lúc này chỉ còn có thể buông Hoàng Tĩnh Di ra, sau đó đứng trách sang một bên. Một trường của Bạch Vân Sơn trúng ngực của Hoàng Tĩnh Di, nàng chỉ có thể kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, sau đó xương ngực vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không còn một tiếng động hạ thiên biết người phụ nữ ngu ngốc kia đã chết chính hắn cũng không thể nào cứu sống được nàng anh nói không sai đám đồng môn các người sẽ huynh đệ tương tàn hạ thiên lầm bầm nói hoàng tĩnh di cố gắng mưu sát nguyệt sư tỷ tất nhiên chết chưa hết tội bạch vân sơn cũng không lập tức ra tay với hạ thiên hắn lạnh lùng giải thích cái chết của hoàng tĩnh di sau đó dùng ánh mắt chết người nhìn hạ thiên còn ngươi dám khinh nhờn nguyệt sư tỷ tội càng đáng chết trăm lần chẳng muốn giải thích với đám người có bệnh này. Hạ Thiên tỏ ra không thèm quan tâm. Muốn giết anh đây cũng không dễ như vậy đâu, vài ngày trước có thể dùng một đấm đánh bay chú em, hôm nay anh cũng có thể làm như vậy, chú em ngon thì liều mạng với anh ba trường. Hạ Thiên, Hoàng Tĩnh gì thật sự không sai, người thật sự rất ngu xuẩn, cũng cùng một phương pháp mà người muốn sử dụng lại nhiều lần. Ngươi cho rằng còn có thể dùng phương pháp như với Hoàng Tĩnh Di vừa rồi sao? Tiếp tục hạ độc ta sao? Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt miệt thị nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cô em vừa nói anh Ngô xuẩn đã xong hàng rồi, chú sẽ là kẻ kế tiếp. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra chú cũng có thể yên tâm, anh sẽ không hạ độc, lần này anh muốn dùng thực lực chân chính của mình để xử lý chú. Tất nhiên nếu chú không dám thì thôi, nhưng chú quá nhát gan, không có tư cách tranh đoạt thần tiên tỷ tỷ với anh. Được, ta sẽ tiếp với người ba trưởng. Bạch Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một trường. Trước tiên tiếp trưởng đầu tiên của ta, Bạch Vân Sơn đánh ra trưởng này cũng không có gì quá khó tưởng nhưng là toàn lực, mà Hạ Thiên cũng không tránh né, hắn cũng vung trưởng ninh tiếp. Bùm! Hai trưởng giao nhau lại phát ra tiếng nổ trầm đục, rất nhiều chân khí bùng ra khắp bốn phía, cuốn đi những giọt nước ở bên cạnh. Nếu có cao thủ ở sát bên sẽ thấy hai trưởng của Bạch Vân Sơn và Hạ Thiên cũng không trực tiếp va chạm vào nhau, Giữa hai trưởng có sự ngăn cách bằng một tầng không khí khá mỏng, rõ ràng đó là Bạch Vân Sơn cố ý, hắn không muốn làn da của mình lại bị Hạ Thiên hạ độc, cũng không muốn bị Hạ Thiên dùng kim đâm vào tay, hắn thầm nghĩ chỉ một trưởng sẽ đánh chết đối phương. Á! À. Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bay ngược ra phía sau, sau khi bay đi gần 10 mét mới miễn cưỡng rơi xuống đất, cơ thể lay động vài lượt mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn há miệng muốn phun máu tươi nhưng lại lấy tay giữ lại, miễn cưỡng nuốt ngụm máu xuống bụng. Ngươi tiến bộ rất nhanh, đáng tiếc đứng trước mặt ta cũng không thể nào chịu được một đòn. Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lau vệt máu trên khóe miệng, sau đó hắn đứng vững, vẫn không cho là đúng. Tiếp tục đi, còn hai trường nữa. Không đến hai trường, Bạch Vân Sơn vẫn dùng giọng lạnh băng noi. chỉ cần một trường cũng đủ cho ngươi quy thiên rồi. Sau khi nói xong, Bạch Vân Sơn đánh ra một trường, khí thế khủng bố, vẫn là toàn lực. Hạ Thiên vẫn không né tránh mà tiếp tục vung tay tiếp đón. Âm, um, lại là một âm thanh khủng bố. Lúc này Hạ Thiên lại không bị đánh bay, hắn đứng yên tại chỗ, cơ thể lay động vài lượt, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể khống chế được. Hắn há miệng phun ra nửa ngụm máu tươi, một nửa còn lại được hắn cố gắng dùng tay chặn lại, sau đó nuốt xuống. Tình huống của Bạch Vân Sơn lần này thật sự không khá cho lắm, cơ thể hắn khẽ lay động, vẻ mặt chợt có hơi đỏ tươi không thể ngờ lực lượng của hai người một trưởng vừa rồi là ngang nhau. Muốn cướp vợ ta, chú em cũng phải tiếp của anh một trưởng. Hạ Thiên lúc này chủ động vung trưởng, hắn vung tay, nhìn thì có vẻ khá bay bổng, không có bao nhiêu lực lượng. Trong mắt Bạch Vân Sơn chợt lóe lên chút kinh hoàng, nhưng hắn vẫn không do dự mà đưa tay lên đón đỡ, hai trưởng lại chạm vào nhau. Khoảnh khắc khi hai trưởng tiếp xúc, Bạch Vân Sơn chợt cảm thấy trên tay Hạ Thiên căn bản không có lực lượng gì. Khi hắn cho rằng đối phương sẽ chết, đúng lúc này lòng bàn tay của tên kia lại bùng ra một luồng chân khí cực mạnh. Luồng chân khí này không chỉ mạnh mà còn cực kỳ bá đạo, chỉ sau nháy mắt đã ảo vào phóng vào kinh mạch của Bạch Vân Sơn. Á! À, Bạch Vân Sơn rên thảm một tiếng, cơ thể phóng ngược ra phía sau, phun ra một ngụm máu từ trên không, sau đó nặng nề ngã xuống đất, bùn nhão văng khắp nơi. Lúc này bộ quần áo trắng đã cực kỳ dơ bẩn, nhìn qua có vẻ cực kỳ khốn khổ điều này sao có thể? Bạch Vân Sơn gian nan bò lên khỏi mặt đất, vẻ mặt tràn đầy khó tin, hắn dù thế nào cũng không ngờ, vì sao mình liều mạng lại thua Hạ Thiên. Anh đã nói rồi, tất cả đều có thể. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Vừa rồi anh đã nói sẽ dùng thực lực thật sự để xử lý chú, với loại người như chú mà muốn cướp vợ anh, đúng là không biết sống chết. Ta giết tên phàm nhân hèn hạ ngươi. Bạch Vân Sơn cực kỳ phẫn nộ, Hắn bước ra nhưng lúc này lại không thể nào xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lại đột nhiên xuất hiện giữa không trung mà ngã nhào xuống đất. Thật ra nếu có cơ hội thì anh cũng thích hạ độc hơn. Hạ Thiên nhìn Bạch Vân Sơn ngã trên đất mà có chút cảm khái. Anh thật sự rất thích trời mưa. Bạch Vân Sơn khốn khổ bò lên, đáng tiếc là lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực, tính mạng giống như dần trôi qua, cuối cùng chỉ có thể ngồi dậy mà thôi. Ta, ta không tin, ta không trúng độc bạch vân sơn ngẩng đầu nhìn hạ thiên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc ngươi đánh bại ta như thế nào nếu không ta chết cũng không cam lòng thật ra chú chết có cam lòng hay không cũng không liên quan gì đến anh hạ thiên lấy trên người ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng nhưng bây giờ anh đang khá vui vẻ vì vậy anh nói cho chú biết vừa rồi chú không trúng độc chỉ là anh ăn vào của chút độc dược mà thôi à thứ này tương đối đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn có thể đẩy mạnh tu vi của một người, vì vậy anh có thể đánh chú bị thương, lại nhân cơ hội chú bị thương để hạ độc, vì vậy mà bây giờ chú là thế này, bây giờ chú có thể đi chết được rồi. Không đợi Bạch Vân Sơn trả lời, Hạ Thiên Vung Cước giẫm đối phương dẹp lép. Hạ Thiên nhìn hai thi thể trên mặt đất mà có chút ngây người, sau đó hắn nhanh chóng có hành động, hắn lấy ra chút thuốc bột sắc lên, một lát sau tất cả biến mất, mưa lớn bột rửa không còn chút dấu vết, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Đại lục tiên vân quả nhiên có nhiều thằng ngu, nhưng may mà bọn họ đều ngu, nếu không thì mình phiền chết. Hạ thiên lầm bầm, cơ thể hắn chợt lay động, sau đó cảm giác suy yếu chợt bùng lên, vẻ mặt chợt mát lạnh, cơn mưa lần đầu tiên vã vào mặt hắn. Không xong, tác dụng phụ của thuốc này là quá lớn. Hạ thiên thì thào nói, trong lòng cầu nguyện. Em chân dài, hôm nay cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào tình nhân cũ của mình, nếu hắn đuổi đến đây thì tôi chết chắc rồi trong cơn mưa mù mịt hạ thiên chợt thấy một chiếc xe chạy đến hắn cố nén cảm giác mệt mỏi đứng giữa đường vẫy vẫy tay chưa đến một phút sau thì chiếc xe dừng lại trước mặt hạ thiên sau đó hắn không hỏi xe đi đâu mà trực tiếp lên xe hắn thấy chỗ trống thì ngồi xuống một giây sau hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cực kỳ quái dị này cậu không sao chứ trong mông lung thì hạ thiên mơ hồ thấy có người gọi mình còn có người đẩy đẩy hắn lúc này hắn muốn nói gì đó nhưng tất cả đều không nên lời. chương 1364, độc dược cứu mạng. Chu Điềm ngồi trên xe đi đến thành phố Giang Hải mà tâm tình có chút bức bối, hắn nhìn nhưng hạt mưa lớn phả vào bên ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến mẹ đang nằm ở bệnh viện, lại nghe tiếng nước nở ở phía sau, vì vậy mà tâm tình càng thêm hậm hực. Vô tình nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi. Chu Điềm là người thành phố Tinh Thành, nhưng bây giờ nàng đang là sinh viên Đại học Y Giang Hải, năm nay nàng sẽ tốt nghiệp, mà bây giờ nàng còn chưa tìm được công tác. Chu Điềm rất muốn tiến vào bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Hải nhưng muốn vào cũng không dễ như vậy, cho đến nay tất cả sinh viên Đại học Y Giang Hải đều muốn tiến vào bệnh viện phụ nhất này nhưng muốn được tuyển thì ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh, mà nàng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, muốn vào là rất khó. Chu Điềm bằng cấp không cao, không có quan hệ gì nàng biết mình không có hy vọng đến công tác ở bệnh viện phụ nhất. Vì vậy lúc này nàng bắt đầu nộp đơn xin việc ở khắp các địa phương nhưng cũng không được thuận lợi, bây giờ xã hội cạnh tranh quá dữ dội, những nhân viên tốt nghiệp khóa của nàng thật sự không dễ tìm được một công việc phù hợp. Nhưng khi Chu Điềm đang vội vàng tìm việc thì trong nhà truyền đến tin tức mẹ sắp giải phẫu, vì vậy mà nàng vội chạy về tinh thành. Cũng may phẫu thuật rất thuận lợi, bây giờ đã qua thời điểm nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không ở lại lâu, Nàng bắt đầu chạy đến thành phố Giang Hải, vì nàng nhận được điện thoại của một công ty, ngày mai phải đến phỏng vấn. Chuyện chăm sóc mẹ rất quan trọng nhưng nếu Chu Điềm không tìm được công tác thì vẫn là gánh nặng trong nhà, lại gia tăng áp lực cho mẹ mình, mà nàng cảm thấy mình phải báo đáp cha mẹ mới đúng, vì thế phương thức tốt nhất không phải là ở bên cạnh bọn họ, mà nàng nên sớm tìm công tác phù hợp. Khi đó nàng có thể gửi một phần lương cho cha mẹ, có thể chăm sóc cho bọn họ thậm chí còn có thể đưa bọn họ đến thành phố Giang Hải tiếp nhận một cuộc sống tốt hơn. Chu Điềm không phải là nữ xinh đẹp, cũng không thể trông cậy tìm được một người chồng giàu có, nàng chỉ có thể dựa vào mình, chỉ có thể tự mình đi tìm một công tác tốt mà thôi. Vì vậy nàng tuy muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ, nhưng nàng biết mình nên quay về thành phố Giang Hải phỏng vấn là hơn. Nhưng mỗi khi Chu Điềm nghĩ về mẹ, nghĩ đến công tác xa vời thì tâm tình thật sự khó thể nào tốt lên được, đặc biệt là sau khi lên xe, đằng sau có một cô gái liên tục khóc lóc, một người bạn ở bên cạnh lại liên tục an ủi. Sau khi nghe lời đối thoại của hai cô gái thì tâm tình của Chu Điềm càng bết bát hơn, không phải bị bạn trai đá sao. Không cần phải đau lòng vậy chứ. Ai bảo cô yêu một người bên ngoài, bị đá cũng đúng. Chu Điềm thầm oán giận cô gái đang khóc ở phía sau một câu. Khi tâm tình của Chu Điềm rất hậm hực thì xe chợt dừng lại, sau đó một người đi lên, sau đó ngồi bên cạnh nàng, nằm ngủ ngay lập tức, Cuối cùng thì tâm tình của nàng mới khá hơn một chút. Trước đó Chu Điềm cảm thấy mình rất không may, nhưng khi thấy được tên thanh niên xui xẻo lên xe thì nàng chợt phát hiện mình còn chưa đến mức như kẻ này, rõ ràng hắn còn bất hạnh hơn nàng, toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt tái nhợt. Với kinh nghiệm y học 5 năm của Chu Điềm, người này chắc chắn đã sinh bệnh, hơn nữa cũng không phải nhẹ, nhưng sau đó nàng cũng thấy được vết máu không rõ ràng trên người đối phương, điều này làm cho nàng nghi ngờ. Tên này biết đâu cũng không phải sinh bệnh mà là bị cướp thì sao? Căn cứ vào dự đoán của Chu Điềm thì kẻ này có lẽ bị cướp sạch và đánh cho một trận, sau đó trực tiếp bị ném ven đường, có lẽ vì ngâm mưa quá lâu nên tím tái như thế. Tóm lại nàng cảm thấy đối phương rất thảm thiết, ít nhất cũng hơn nàng. Chu Điềm thấy mình không may, bây giờ thấy một kẻ không may hơn, nàng cảm thấy mình không quá xui xẻo. Đồng thời cũng có một nguyên nhân làm nàng vui vẻ hơn một chút, đó là cô gái phía sau đã ngừng khóc vì cô ta đang chú ý vào người vừa mới lên xe. Thực tế thì lúc này bốn năm chục người trên xe đều đang nhìn tên thanh niên xui xẻo kia, hơn nữa cũng không có ít người có suy đoán như Chu Điềm. Tiểu tử này làm sao vậy? Không phải bị cướp đấy chứ? Có một bác gái trung niên nhiệt tình mở miệng hỏi. Lúc này cũng không có lời nào đáp lại câu hỏi của bác gái, vì tên thanh niên giống như bị cướp kia không có bất kỳ phản ứng nào. Cô gái kia, cô xem xem, tiểu tử kia có làm sao không? bác gái trung niên hỏi Chu Điềm. Chu Điềm nhìn tên thanh niên ở bên cạnh, hắn phát hiện đối phương rất trẻ, có lẽ tối đa cũng chỉ 20 tuổi mà thôi, thậm chí còn trẻ hơn cả nàng. Lúc này nàng nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn mà có chú đồng tình, nàng dùng tay lắc lắc người hắn rồi hỏi một câu. Này, anh không sao đấy chứ? Đáng tiếc là vấn đề của Chu Điềm cũng không được ai trả lời, nàng có chút do dự, sau đó làm kiểm tra theo kiến thức y học của mình rồi hô lên kinh hoàng. Không tốt, anh ấy giống như bị hôn mê hôn mê sao tranh thủ đưa đến bệnh viện đi bác gái trung niên kia vội vàng nói nhưng gần đây làm gì có bệnh viện nào chu điểm nói bệnh viện gần nhất là ở tinh thành lái xe hay là cho xe quay về bác gái trung niên nói lái xe còn chưa trả lời thì trong xe đã vang lên những âm thanh phản đối sao như vậy được tôi còn phải về thành phố giang hải tham gia hội nghị bạn gái của tôi đang chờ ở thành phố Giang Hải. Đúng vậy, chồng đang chờ tôi ở Giang Hải. Các người nếu muốn đưa hắn đến bệnh viện thì xuống xe, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Đúng vậy, không nên làm ảnh hưởng đến người khác. Cả chiếc xe ngoài Chu Điềm và bác gái trung niên kia thì hầu như không ai tán thành đưa tên thanh niên kia đi bệnh viện, những năm nay con người ngày càng ích kỷ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình thì tên kia sống hay chết bọn họ cũng chẳng quan tâm. Các người nghĩ thế nào vậy? nhân mạng là cực kỳ quan trọng bác gái trung niên có chút tức giận nơi đây cách tinh thành vài chục km quay lại cũng không đến vài phút chỉ là mất chút thời gian mà thôi có vấn đề gì chứ tôi có hợp đồng vài chục triệu cô bồi thường được sao một người đàn ông lên tiếng được anh cứ đứng đó mà khoác lác cái gì mà hợp đồng vài chục triệu loại lãnh đạo lớn như vậy đáng giá bắt xe đỏ sao bác gái trung niên dùng giọng tức giận nói bác gái người ta tiết kiệm không được sao một cô gái lên tiếng cháu đã nói rồi bác nếu muốn giúp thì có thể mang anh ta xuống xe bắt xe khác quay lại đưa anh ta đến bệnh viện mưa lớn như vậy làm sao có thể đón xe bác gái trung niên dùng giọng mất vui nói Dì à, thôi bỏ đi cháu là sinh viên ngành y cháu vừa xem mạch cho anh ấy phát hiện anh ta tuy hôn mê nhưng mạch đập rất ổn nhiệt độ cũng bình thường trên người cũng không có ngoại thương có lẽ không có việc gì. Cháu nghĩ chờ đến thành phố Giang Hải thì đưa anh ấy đến bệnh viện cũng vẫn còn kịp. Chu Điểm lúc này mở miệng nói. Bên ngoài trời mưa quá lớn, chúng ta nếu đưa anh ấy xuống xe, sợ rằng sẽ bị ướt mưa, mà cũng không chắc có thể đón được xe, như vậy sẽ làm cho bệnh thêm nặng. Cô gái, cô thật sự là sinh viên đại học y. Bác gái trung niên dùng giọng lo lắng hỏi. Gì, cháu học y, là sinh viên đại học y Giang Hải, năm nay sẽ tốt nghiệp chu điểm vội vàng nói đại học y giang hải đây cũng là đại học lớn bác gái trung niên tán thưởng một câu sau đó nàng gật đầu cô đã là sinh viên đại học y tôi tin cô nói đúng bây giờ không nên đưa cậu ta xuống xe đợi đến thành phố giang hải thì gọi xe cứu thương sau phòng ba trong xe cuối cùng cũng chấm dứt mà lúc này tài xế cũng thở phào một hơi hắn cũng không muốn có chuyện gì xảy ra trên xe của mình Đến lúc này hắn thật sự có chút hối hận, nếu sớm biết có phiền toái như vậy, trước đó hắn sẽ không dừng xe lại. Hạ Thiên đang mơ màng cũng không biết mình may mắn được ngồi trên chiếc xe khách từ Tinh Thành đến thành phố Giang Hải, chiếc xe này cũng không đầy khách, có vài chỗ trống, có lẽ vì vậy mà khi thấy Hạ Thiên đón xe thì tài xế mới dừng lại cho lên xe. Nếu không phải là như vậy thì hiện tại lái xe cũng không dám chở quá tải, vì bị bắt lại sẽ được không bù mất vài ngày trước khi gặp bạch vân sơn thì hạ thiên mua rất nhiều dược liệu luyện chế được khá nhiều thứ thực tế hắn luyện chế một loại độc dược có thể cứu mạng độc dược chưa hẳn không thể cứu mạng có vài độc dược là lấy độc trị độc mà những độc dược hạ thiên luyện chế ra cũng không phải để lấy độc trị độc chính là thứ độc dược có thể tăng công lực trong một thời gian ngắn vào đúng thời điểm thì độc dược này có thể cứu mạng ví dụ như trước đó không lâu hắn đã lợi dụng cơ hội ói máu để dùng độc dược này để có thể đánh chết bạch vân sơn cũng cứu mình một mạng, nếu không Bạch Vân Sơn nhất định sẽ xử lý hắn. Nhưng tác dụng phụ của loại độc dược này là rất lớn, đầu tiên là bản thân hắn bị trúng độc, bây giờ cơ thể hắn không sợ độc nhưng còn có một tác dụng phụ thứ hai chính là tất cả chân khí biến mất trong thời gian ngắn. Hắn sở dĩ không sợ độc chủ yếu là vì băng hỏa linh khí, nhưng nếu không còn băng hỏa linh khí thì chắn chắn sẽ bị tổn thương. Tất nhiên Hạ Thiên cũng sớm có chuẩn bị, hắn đã ăn vào thuốc giải nhưng tác dụng phụ cũng không thể giải quyết dứt điểm. Muốn nó biến mất thì phải đợi đến khi băng hỏa linh khí được khôi phục. Lúc này ngoài nghỉ ngơi thì chỉ có liễu mộng mới giúp được, nhưng lúc này không có liễu mộng, vì vậy hắn chỉ có thể ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Hạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh, nhưng hắn cảm thấy rất mệt, hắn vẫn rất buồn ngủ. Chỉ là hắn phát hiện bên người rất ồn ào, cụ thể thì phía sau rất ồn ào, hắn thấy có hai người phụ nữ kêu lên hưng phấn, giống như hai con vịt kêu gào, rất khó nghe. Chương 1365 sự kiện sổ số. Chu Điềm cảm thấy hai người phía sau thật sự quá ồn, nàng không ngờ vài phút trước cô gái kia còn khóc suốt mướt, bây giờ sao có thể hưng phấn như vậy. Xem ra tên bạn trai trên mạng thật sự không bằng tiền. Vài giờ qua Chu Điềm đã tương đối quen thuộc hai cô gái phía sau, biết rõ một người tên là Lệ Lệ, một người tên là Tiểu Lan, cô gái đang khóc suốt mướt là Lệ Lệ, mà cô gái đang khuyên bảo chính là Tiểu Lan. Hai người bọn họ đều là sinh viên trường đại học Giang Hải. Cả hai cũng không phải là người thành phố tinh thành, tất nhiên cũng không phải là người thành phố Giang Hải, là sinh viên từ vùng ngoài đến học ở Giang Hải mà thôi. Sinh viên thường buồn chán nên lên mạng kết giao bạn bè, còn có vài sinh viên nữ khờ dại muốn tìm bạn nam tốt, nhưng lại thường hay bị lừa. Vì vậy mà cô gái Lệ Lệ kia cùng người ta tình chàng ý thiếp được nửa năm, sau đó mới chạy đến tinh thành gặp mặt Bạch Mã Vương tử, kết quả là sau vài ngày nằm dưới người chàng tình nhân Nàng bị vứt bỏ, nghe nói người ta chê công phu giường chiếu của nàng quá kém. Chu Điềm cũng không đồng tình với cô gái lệ lệ kia, vì nàng thấy loại nữ sinh này rất ngốc, hơn nữa cũng không biết tự ái, bị người ta đùa bỡn cũng đáng đời, vì người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Lệ lệ khóc lóc được cô gái Tiểu Lan kia an ủi vài giờ, cuối cùng tình huống mới phát sinh biến hóa. Lệ lệ, thôi bỏ, đừng khóc nữa, ngã một lần sẽ khôn hơn, khóc cho tên khốn kia cũng không đáng. Tiểu Lan An ủi lệ lệ, "Hơn nữa như vậy biết đâu lại là phúc, tin tưởng mình đi, vận may của cậu sẽ đến thôi." Khi chúng ta quay về thành phố Giang Hải, biết đâu sẽ gặp một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu thì sao? "Cậu cũng đừng an ủi mình, nào là đẹp trai nhà giàu, không trông mong có được anh chàng như vậy, mình chỉ mong có được 5 triệu thì hơn." Lệ lệ cũng không còn khóc nữa, cũng không biết có phải là khô nước mắt rồi hay không. Lệ lệ nói đến đây thì chợt nhớ ra điều gì đó đúng rồi tiểu lan vài ngày trước mình mau vài tờ sổ số cùng mua với tên khốn kiếp kia hình như mở thưởng vào tối qua cũng không biết có chúng không phải không tiểu lan có chút ngạc nhiên cậu mua sổ số sao lấy ra xem chúng ta lên mạng dò thử biết đâu chúng thưởng thì sao không cần mình đến bây giờ cũng chưa từng may mắn như vậy lệ lệ lại vô tình nói một câu sao lại không cần mình nói rồi mà biết đâu là phúc mà không phải họa, biết đâu vận may của cậu đã đến. Tiểu Lan lấy điện thoại ra. Trước tiên mình lên mạng xem cái đã, đúng rồi, cậu mua sổ số đài nào. Hình như là đại nhạc, mình cũng không hiểu, mình lấy ra xem đã. Lệ lệ lấy túi ra rồi lục lọi, sau đó đưa hai phiếu cho lệ lệ. Cậu xem đi, trước kia mình trúng nhiều nhất là 5 đồng. Đã tìm được dãy số, mình xem nào, 2, 8, 14, 19 ơ, chúng rồi, chúng rồi lệ lệ, cậu chúng rồi. Tiểu Lan chợt hưng phấn la lên, vì vậy mà đám người tên xe chợt bị thu hút. chúng sao? chúng giải nào? Bao nhiêu tiền? Vô tình có 7-8 người đặt câu hỏi, ai cũng không có việc gì làm, vì thế nghe có người trúng thưởng thì chợt hứng thú. Tiểu Lan, cậu không lừa mình đấy chứ? Sao có thể trúng thưởng? Lệ lệ vẫn không tin. Ôi, cậu xem, cậu xem này, cậu chúng giải nhì. Tiểu Lan chợt nôn nóng. Lệ lệ dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau nàng mới ngơ ngác nói. Hình như là chúng thưởng rồi. Cái gì mà hình như là sự thật. Tiểu Lan thật sự hưng phấn. Mình đã nói rồi, cậu thật sự may mắn, tiếc là chỉ có giải nhì, mà cũng chỉ hơn năm chục ngàn đồng. Lệ lệ, lúc này cậu coi như đã là tiểu phú bà, tối nay nhớ mời mình ăn tiệc nhé. Tiểu Lan dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, cậu còn mua hai tờ sổ số nữa, cậu đưa mình xem, ôi, cũng là tờ này sao? Hai tờ kia khác một số, nếu tờ lúc nãy đã trúng giải nhì, như vậy hai tờ còn lại cũng sẽ trúng. Lần này lệ lệ cũng không kích động, nàng xem ra đã biết rồi. Trời, tiếc quá, chỉ hơn 10 ngàn mà thôi. Tiểu Lan thật sự hưng phấn, giống như nàng trúng thưởng vậy. Nhưng, Tiểu Lan, sổ số này hình như phải đến tinh thành nhận thưởng mình cũng không muốn quay lại lệ lệ lúc này dùng giọng dầu gì không vui nói chỉ là nhận thưởng mà thôi cộng lại cũng hơn bảy chục ngàn sao cậu không muốn đi tiểu lan chợt gấp nếu không phải bây giờ trời mưa lớn mình cảm thấy nên xuống xe ngay nếu không thì chúng ta về thành phố giam hải nghỉ ngơi một tối sang mai lại về tinh thành mình thật sự không muốn đi hay là thế này tiểu lan bạn giúp mình nhận thưởng nhé lệ lệ hình như không muốn đến chỗ thương tâm kia mình cũng không quá quen thuộc tinh thành mình cũng không muốn đi một mình à cậu cũng không sợ mình mang tiền chạy mất sao nếu cậu đưa cho mình sẽ là của mình đấy tiểu lan nhanh chóng nói không có vấn đề tôi tin tưởng cậu đến lúc đó chia cho mình một nửa là được lệ lệ hình như không quan tâm đến số tiền kia vậy không được muốn đi thì chúng ta cùng đi không thì mình cũng không đi Tiểu Lan lại có suy nghĩ khác, nhưng mình thật sự không muốn đi." Lệ Lệ nói với vẻ mặt đau khổ. "Đây là số tiền hơn 70 ngàn, tính thuế sẽ còn 60 ngàn, đối với chúng ta thì nó là số tiền lớn." Tiểu Lan cũng không nỡ bỏ qua. Hai người cứ quấn lấy nhau một lúc lâu, điều này làm cho Chu Điểm ngồi phía trước cũng bực bội, hai người bọn họ làm trò gì vậy? Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe cũng không nhịn được mà nói một câu. "Được rồi, hai người cũng đừng cãi nhau đưa sổ số tôi xem nếu chúng thật thì tôi sẽ mua sao chú muốn mua sao tiểu lan sững sờ trước tiên đưa cho tôi xem cái đã người đàn ông trung niên có chút mất kiên nhẫn nếu là thật thì tôi sẽ mua các người cũng không cần đi lĩnh thưởng tất nhiên là thật sổ số này còn giả được sao tiểu lan cũng không quá vui nàng lấy sổ số ra đưa cho người đàn ông trung niên Người đàn ông trung niên tiếp nhận tờ sổ số, sau khi nhìn kỹ một lúc lâu thì lại lấy điện thoại ra tra xét, cuối cùng mới gật đầu. Được, là thật, tôi mua, tờ này chúng thưởng 50 ngàn, nộp thuế mất 10 ngàn là 40 ngàn, tôi mua 35 ngàn, các cô có bán không? 35 ngàn thôi sao? Tiểu Lan có chút không tình nguyện. Sao chú trả giá thấp như vậy? Tôi làm kinh doanh, không có lợi nhuận thì sao có thể đâm đầu vào? Không có lợi nhuận vài ngàn, nếu không thì ai có tâm tình đi lĩnh thưởng cho các cô. Người đàn ông trung niên kia mất kiên nhẫn. Cô bán thì bán, không bán thì thôi, tôi cũng không quan tâm đến vài ngàn đồng. Chú, không bằng chú mua cả hai cái đi. Tiểu Lan suy nghĩ rồi nói. Vậy không được, tôi chỉ mua một tờ, vì trên người chỉ có hơn bốn chục ngàn tiền mặt, tôi còn phải trừ lại vài phần để công tác. Tôi đã nói rồi, ba mười lăm ngàn, có bán không? Người đàn ông trung niên lên tiếng tiểu lan còn có chút do dự lệ lệ lại nói tiểu lan bán đi dù sao thì cũng trúng thưởng mình cũng không muốn về tinh thành được rồi tờ sổ số này là của ông bán thì bán tiểu lan khẽ gật đầu cuối cùng giao dịch cũng thành công người đàn ông trung niên đưa cho lệ lệ một sấp tiền để đổi lấy tờ vé số sau khi chứng kiến giao dịch thì nhóm người trong xe có tâm tình khác biệt có người hâm mộ lệ lệ có người cảm khái người đàn ông trung niên kia biết kinh doanh chỉ ngồi không trên xe mà lời gần 10.000 đồng. Đúng lúc này Tiểu Lan hô lên. Này, còn một tờ nữa, giải 3, 18.000, tính thuế còn 15.000, bán giá 10.000, ai mua không? Trong xe có vài người kích động nhưng thầm nghĩ trên người mình không có nhiều tiền mặt, cuối cùng cũng đành thôi. Này, các người ồn ào quá, tôi muốn ngủ, đừng làm phiền. Một âm thanh chợt vang lên, có chút suy yếu và bất mãn. Chu Điềm chợt ngây người, nàng vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh người đàn ông này tỉnh rồi sao ùa tiểu tử cậu tỉnh rồi à trước đó cậu giống như hôn mê cậu không sao đấy chứ mau đến thành phố giang hải có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không bác gái trung niên trước đó có lòng hảo tâm lại lên tiếng không cần tôi chỉ cần ngủ thêm một lát nữa là được đừng cho các cô gái kia ồn ào nữa hạ thiên nhắm mắt lại hắn thật sự mệt mỏi Tác dụng phụ của độc dược cứu mạng là khá mạnh, xem ra hắn cần cải tiến cách chế biến, nếu không thì lần sau sẽ tự lấy mạng chính mình. Được rồi, được rồi, hai người đừng ồn nữa, có người mua thì bọn họ sẽ mua, cậu này không khỏe, các người đừng làm phiền. Bác gái trung niên nói với Tiểu Lan và Lệ Lệ: Gia, a, đây là 10.000 đồng, nếu đến thành phố Giang Hải mà chúng cháu không bán được thì còn phải đến Tinh Thành, như vậy không phải chúng cháu thiệt thòi vì bán tờ vé số vừa rồi sao?" Tiểu Lan có chút không vui. Được rồi, tôi mua, tôi vừa vặn mang theo hơn 10 ngàn, lấy ra đi. Bác gái trung niên cũng là người tốt, nàng nói đã muốn lấy 10 ngàn ra đưa cho Tiểu Lan. Nhưng lúc này Hạ Thiên có vẻ đang ngủ lại lầm bầm. Đừng mua, là sổ số giả đấy. chương 1366, lừa đảo và ma túy. Bác gái trung niên chợt sững sờ. Giả sao, cậu trai, cậu không nhìn qua làm sao biết là giả. Tiểu Lan cũng tức giận. "Này, anh là ai vậy? Đừng tưởng rằng sinh bệnh có thể nhắm mắt lại nói lời mê sảng, tờ sổ số này sao lại giả? Anh chưa nhìn qua thì đừng nói bậy." Chu Điềm tuy không thích cặp đôi lệ lệ và Tiểu Lan chết tiệt kia, nhưng nàng cũng hiểu Hạ Thiên nói lung tung, vì mắt hắn không mở ra, sao kết luận sổ số của người ta là giả? Đúng là võ đoán. Thật ra vấn đề sổ số giả cũng đã không ít lần được nghe thấy, Chu Điềm cũng gặp nhiều tình huống như vậy ở trên mạng nhưng nàng cảm thấy lần này không phải là lừa đảo. Trước đó cô gái lệ lệ kia khóc rất đau lòng, cũng không giống như giả, mà người đàn ông trung niên vừa rồi bỏ ra hơn ba chục ngàn mua tờ vé số cũng xác định không phải là giả. Đừng nói là chu điềm, bây giờ đám người trong xe tuy có chút nghi ngờ nhưng phần lớn đều cảm thấy vé là thật, mà làm cho mọi người thấy như vậy vì chủ yếu là người đàn ông trung niên kia đã bỏ tiền mặt ra mua, dù sao cũng xác định đó là thật hơn nữa rất nhiều người cảm thấy người ta đã bỏ ra hơn ba chục ngàn mua một tờ vé số như vậy vé số sao có thể là giả dù thật sự là giả thì người mua vé số cũng không cảm thấy quá bực bội vì người đàn ông trung niên kia còn mất đi nhiều tiền hơn tôi không cần nhìn cũng biết đó là giả vì hai cô ta là kẻ lừa đảo đã là lừa đảo thì nhất định phải bán vé số giả hạ thiên vẫn không mở to mắt hắn vốn không quan tâm đến ba trò này nhưng hai cô gái kia quá ồn ào làm hắn bất mãn còn bác gái trung niên kia đã từng quan tâm đến hắn, tuy hắn không phải loại người tri ân sẽ báo đáp, nhưng hắn vẫn thấy không nên để bác gái trung niên kia bị lừa, vì vậy mới lên tiếng. Này, anh đừng nói bậy bạ, chúng tôi là kẻ lừa đảo sao? Anh vừa lên đã giả vờ bị bệnh, bây giờ đừng nói tầm bậy. Tiểu Lan căm giận nói. Đúng vậy, anh bị làm sao vậy? Cô gái lệ lệ kia cũng tỏ ra bất mãn. Chúng tôi là lừa đảo sao? chúng tôi lừa của anh thứ gì? Cậu trai, tôi cũng muốn nói một câu cho rõ ràng, các cô ấy có phải là lừa đảo hay không, tôi cũng không biết, nhưng vé số là thật, tôi đã có kinh nghiệm vài chục năm, chẳng lẽ không phân biệt được thật giả? Người đàn ông trung niên lúc nãy mua vé số chợt lên tiếng. Ông còn dám nói sao? Ông nghĩ rằng tôi không biết ông và bọn họ cùng một nhóm à? Ba người tối qua còn chơi bời lêu lồng cả đêm. Hạ Thiên vẫn không mở mắt, hắn dùng giọng mất hết sức lực nói còn cô gái ngồi phía sau lúc tôi vừa ngủ có phải giả vờ khóc không nếu không thì quanh mắt sao có nhiều dầu như vậy cái gì bọn họ cùng một bọn sao không thể nào có phải vậy không khó nói lắm bây giờ lừa đảo nhiều lắm mọi người chợt nghị luận rõ ràng lời nói của hạ thiên làm cho bọn họ nghi ngờ tiểu tử sao cậu biết rõ như vậy bác gái trung niên dùng giọng kỳ quái hỏi anh nói cô ta giả khóc sao chu điểm cũng không nhịn được phải nói người đàn ông trung niên giận tái mặt hắn chợt đứng lên vọt về phía hạ thiên mày nói gì vậy hả nói ông là lừa đảo sao có biết mỗi năm ông làm ra được vài triệu không một năm làm được vài triệu mà có thể khoe sao hạ thiên không đợi đối phương nói xong mà lên tiếng con bà nó mày muốn bị ăn đòn sao người đàn ông trung niên chợt nổi giận hắn đấm vào hạ thiên đừng nói ông ăn hiếp kẻ bị bệnh, loại người như mày phải cho một bài học mới được. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, đột nhiên có một người đàn ông khôi ngô hơn 30 chợt đứng lên chụp nắm đấm của người đàn ông trung niên. Nói vài lời đã thẹn quá hóa giận, tôi xem ra các người thật sự là lừa đảo. Hừ, buông tay, người đàn ông trung niên quát lên phẫn nộ. Về chỗ cũng ngay, người đàn ông khôi ngô dùng sức đẩy, người đàn ông trung niên lui về phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi xuống không tiếp tục lên tiếng đừng ồn ào tôi tiếp tục ngủ hạ thiên ngáp một cái cũng không lên tiếng sau đó tiếng ngáy vang lên hắn thật sự ngủ trong xe chợt yên tĩnh trở lại người đàn ông trung niên dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đàn ông khôi ngô nhưng không làm gì cả lúc này tiểu lan và lệ lệ cũng không lên tiếng bác gái trung niên cũng không nói gì bác gái trung niên đưa mắt nhìn lệ lệ và tiểu lan vẻ mặt có chút quái dị còn đám người trong xe thì bắt đầu cảm thấy hai cô gái và người đàn ông trung niên có hơn phân nửa là kẻ lừa đảo. Một số người thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn họ không mua sổ số, nếu không sẽ tổn thất vài chục ngàn rồi. Xe tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách đến thành phố Giang Hải ngày càng gần. Hôm nay thành phố Giang Hải cũng có mưa nhưng không lớn như ở thành phố Tinh Thành, nếu nói theo kiểu dự báo thời tiết thì ở Tinh Thành là mưa to, còn ở thành phố Giang Hải chỉ là mưa vừa mà thôi. 5 giờ chiều thì xe đến bến xe thành phố Giang Hải, khách trên xe lục tục đi xuống, người đàn ông trung niên với hai cô gái Lệ Lệ và Tiểu Lan thì càng chuồn nhanh hơn, hầu như là xuống xe sớm nhất. Sau khi thấy bọn họ trốn nhanh như vậy thì mọi người càng thêm tin tưởng bọn họ là lừa đảo, nhưng bọn họ thật sự nghĩ rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hơn nữa cũng không ai bị lừa gạt, vì vậy cũng không ai truy cứu. Nhưng lúc này bác gái trung niên cũng nhanh chóng xuống xe, giống như có việc gấp gì đó. Chu Điểm lúc này khẽ hô lên. "Ôi, đến rồi, xuống xe thôi." "Đã đến chưa?" Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện trong xe đã không còn vài người, ngay cả lái xe cũng xuống xe. Lúc này trừ hắn ra thì chỉ còn một cô gái không xinh đẹp ở bên cạnh, người đàn ông khôi ngô lúc nãy giúp hắn đánh tên đàn ông trung niên kia, còn một người bán vé xe. Nhưng lúc này người đàn ông khôi ngô đã xách túi chuẩn bị xuống xe, mà người bán vé thì đi về phía Hạ Thiên. Tiểu tử, cậu đã tỉnh, bây giờ nên mua vé rồi chứ?" Thì ra người bán vé còn nhớ Hạ Thiên chưa mua vé. Hạ Thiên sờ vào túi, sau đó có chút buồn bực, vì trong túi hắn không có tiền. "Quét thẻ được không?" Hạ Thiên hỏi một câu. "Cậu xem trên xe này có máy quét thẻ sao?" Người đàn ông bán vé tức giận nói. "Tôi không mang theo tiền mặt, lần sau sẽ trả cho ông." Hạ Thiên hùng hồn nói. Đúng lúc này người đàn ông Khôi Ngô vừa đi đến cửa xe, hắn cúi đầu định đi xuống, sau đó chưa thấy gì đó, vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn quay đầu lại thấy Hạ Thiên, hai mắt giống như tỏa sáng, hắn xoay người đi đến nói: "Để tôi trả cho." Người đàn ông Khôi Ngô lấy ra tờ 200 đồng đưa cho người bán vé, sau đó dùng ánh mắt ân cần hỏi Hạ Thiên: "Tiểu huynh đệ, có phải không thoải mái không? Đến đây, tôi đỡ cậu xuống." "Không cần đỡ, tôi có thể đi." Hạ Thiên có chút mất hứng, mình giống người không thể tự đi được sao. Hắn không thích những kẻ khinh thường mình, vì vậy người đàn ông khôi ngô dù vừa trả tiền thì hắn vẫn không khách khí. Sau vài giờ nghỉ ngơi thì Hạ Thiên đã khôi phục lại khá nhiều, dù vẫn chưa đến thời kỳ đỉnh phong nhưng xử lý vài trăm tên đàn ông bình thường cũng không là vấn đề. Khốn nổi lúc này vẻ mặt Hạ Thiên có vẻ tái nhợt, nhìn giống hệt như người bị bệnh, ít nhất thì dù là người đàn ông khôi ngô kia hay chu điềm là sinh viên trường y, Bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên có bệnh. "Cậu em, đừng khách khí, mọi người cùng đi chung xe, coi như có duyên, tôi giúp cậu sang kia bắt taxi, sau đó cho taxi đưa cậu đến bệnh viện." Người đàn ông Khôi Ngô tỏ ra nhiệt tình, vừa nói vừa kéo Hạ Thiên. "Tôi nói không cần giúp đỡ." Hạ Thiên tự đứng lên, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, vì hắn phát hiện có một kẻ khá quen mặt chạy về phía bên này. Người đàn ông Khôi Ngô cũng nhìn ra ngoài xe sau đó hắn cắn răng rút ra một thứ gì đó chĩa vào Hạ Thiên anh bạn xin lỗi nhé cậu nên theo tôi xuống xe á à, Chu Điềm chợt hô lên kinh hoàng vì nàng thấy trên tay người đàn ông khôi ngô là một khẩu súng cô đừng nhúc nhích người đàn ông khôi ngô cũng nhìn Chu Điềm sau đó lại cầm súng chĩa vào người bán vé đừng động đậy nếu không tôi sẽ chẳng khách khí được rồi tôi và anh xuống xe Hạ Thiên có biểu hiện quỷ dị hắn để mặc cho người đàn ông lấy súng chống lưng mình hắn đi xuống không nhanh không chậm không được nhúc nhích buông con tin ra vài tiếng quát chói tai hầu như cùng vang lên một lúc bảy tám cây súng cùng chĩa về phía người đàn ông khôi ngô trong đó có một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp không phải đấy chứ tôi có hoa mắt không hình như cũng không hoa mắt nhưng vì sao người đàn ông kia nhìn quen như vậy không phải là chồng của đội trưởng sao con bà nó chúng ta gặp phải thằng tội phạm cực ngu rồi khi thấy con tin thì đám cảnh sát chợt há hốc mồm sau đó bọn họ thu súng đứng tụm lại nói vài câu mà nữ cảnh sát dẫn đầu có chút sững sốt sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười ngọt ngào chồng cậu đã về rồi nữ cảnh sát xinh đẹp cũng thu súng băng băng chị muốn bắt tên này sao Hạ Thiên cười hì hì hỏi đúng vậy hắn là kẻ buôn ma túy nữ cảnh sát xinh đẹp kia không phải là ai khác mà chính là người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lẫy thành phố Giang Hải, là lãnh băng băng, tất nhiên dù là nàng hay Hạ Thiên cũng không ngờ bọn họ gặp lại nhau dưới tình huống này. Người đàn ông khôi ngô nhanh chóng tan vỡ, con bà nó, cái gì thế này? Đám cảnh sát không phải đến bắt hắn sao? Vì sao lại giống như xem náo nhiệt như thế? Mà hắn sao lại giống như bị người ta coi là một vở kịch như vậy? chương 1367, tắm cho chồng đám cảnh sát đều đến xem náo nhiệt, hành động lần này coi như là đầu tiên từ khi lãnh băng băng thành lập đội đến bây giờ, dù đội hình đặc biệt của nàng cũng không phải chuyên môn phá án ma túy, nhưng nàng vẫn nhìn thật chặt vào những vụ án thế này. Đã từng có một thời gian ma túy không xuất hiện ở thành phố Giang Hải, vì Cục trưởng Cục Công an thành phố trước đó là hào đồ luôn đả kích tội phạm ma túy, mà đám côn đồ của sở ra cũng không cho đám tội phạm buôn ma túy xuất hiện, vì thế mà khoảng thời gian trước xem như ma túy đã tuyệt tích. Nhưng trước đây không lâu thì ma túy lại bắt đầu xuất hiện ở thành phố Giang Hải, rõ ràng dù hai nhà Hắc Bạch đều đã kích tội phạm ma túy nhưng vì lợi nhuận cách xù, vẫn có kẻ đâm đầu vào. Lãnh Băng Băng cảm thấy ma túy là mối nguy hại lớn nhất, có thể gây ra tác hại lớn hơn tất cả các tội phạm còn lại, vì vậy nàng phát hiện độc phẩm chảy vào Giang Hải và nhanh chóng theo vết, sau một thời gian ngắn bố trí thì hôm nay chính thức thu lưới, chuẩn bị bắt vài tên buôn ma túy từ tinh thành đến Giang Hải những đội viên tổ đặc biệt căn bản đều do băng băng chọn lựa ra mỗi người đều có thể nói là cảnh sát tinh anh đầy đủ kinh nghiệm dù là như vậy thì lần này là vụ án đầu tiên của nàng sau khi thành lập đội vì thế mà ai cũng rất coi trọng đặc biệt là khi tên buôn bán ma túy phát hiện ra bọn họ và bắt theo con tin đi hai bên bọn họ càng thêm lo lắng nhưng khi bọn họ thấy con tin được tên buôn ma túy kia đưa xuống xe mà một trong số đó là hạ thiên thì cảm thấy cực kỳ vớ vẩn sau đó lại buồn cười sao lại có một tên tội phạm không biết sống chết như vậy vì thế mà đám cảnh sát đều thu hồi súng bắt đầu đứng xem náo nhiệt vì bọn họ đều biết sự kiện lần này không cần mình ra tay quả nhiên đám cảnh sát nhanh chóng nghe được hạ thiên nói băng băng tôi không mua lễ vật gì cho chị thôi thì coi như tên khốn này là lễ vật tặng chị cậu trở về là lễ vật tốt nhất lãnh băng băng dịu dàng nói sau đó trên gương mặt đẹp có chút ân cần Trông, sắc mặt cậu cũng không được tốt, cậu không thoải mái sao? Đúng vậy, hôm nay đã đánh nhau với hai tên ngốc một trận. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng không sao, tôi sẽ về ngủ một đêm và sẽ có thể khôi phục như thường. Các người nói xong chưa? Tên đàn ông khôi ngô không nhịn được nữa, lập tức tránh ra, nếu không tao xử lý thằng này. Á! À, tên đàn ông vừa nói dứt lời thì đã gục ngã. Đúng là đáng ghét hạ thiên bất mãn nói một câu sau đó hắn đi về phía lãnh băng băng ôm nàng vào lòng mà không thèm quan tâm đến ai băng băng chúng ta về nhà thôi ừ lãnh băng băng dịu dàng đáp sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua đám thủ hạ đang xem náo nhiệt các anh còn đứng ngây ra đó làm gì mau mang người về vâng đội trưởng đám cảnh sát lên tiếng sau đó bọn họ bắt đầu hành động trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ nếu lần nào cũng bắt được tội phạm một cách dễ dàng như vậy thì quá tốt. Hạ Thiên và lãnh băng băng nhanh chóng bỏ đi, lúc này Chu Điềm mới từ trên xe bước xuống, sự việc vừa phát sinh làm nàng có chút sướng sờ. Vài giờ trên xe vừa rồi thật sự là một khoảng thời gian ly kỳ nhất trong đời nàng, đầu tiên nàng gặp hai cô gái tưởng là thất tình nên đau lòng, một người đàn ông mà nàng cho rằng có tinh thần trọng nghĩa nhưng bây giờ lại bị cảnh sát đưa đi vì tội bán ma túy, Điều ly kỳ nhất chính là tên khốn nửa đường sinh bệnh kia đầu tiên có thể nhìn thấu sự kiện lừa đảo trên xe, sau đó là đánh ngã người đàn ông cầm súng một cách thật sự thần kỳ. Điều quỷ dị hơn chính là một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp lại gọi tiểu tử kia là chồng. Cảnh sát đại ca, người vừa rồi rốt cuộc là ai vậy? Chu Điềm không nhịn được mà hỏi một cảnh sát bên cạnh. Là người vừa bị bắt làm con tin ấy. Cô không phải là người giang hải sao? Tên cảnh sát thuận miệng hỏi một câu. Tôi đã học đại học 5 năm ở thành phố Giang Hải, cũng coi như một nửa người Giang Hải." Chu Điềm trả lời, "Vậy cô không biết cậu ấy sao?" Tên cảnh sát có chút kinh ngạc. "Cậu ấy là Hạ Thiên, thành phố Giang Hải này không ai không biết Hạ Thiên." "Sao? Cậu ấy là Hạ Thiên trong truyền thuyết kia sao?" Chu Điềm chợt kinh hoàng, nàng nhớ đến nhiều lời đồn đãi về người này, nghe nói hoa hậu giảng đường của nàng là khoa tiếng trung chính là hôn thê của hắn, nghe nói người này có y thuật thần kỳ năng lực hùng mạnh. Còn nghe nói tập đoàn thần y kia là của hắn. Còn nghe nói nữ cảnh sát đẹp nhất thành phố Giang Hải là lãnh băng băng cũng chính là tình nhân của hắn. Ơ, ờ, như vậy nữ cảnh sát xinh đẹp vừa rồi chính là lãnh băng băng sao? Chu Điềm vội vàng hỏi. Không phải cô nói nhảm sao? Tên cảnh sát dùng ánh mắt không mấy hứng thú nhìn Chu Điềm, sau đó xoay người bỏ đi. Chu Điềm sững sốt đứng nơi đó, một lúc lâu sau mới có một âm thanh vang lên ở bên cạnh. Này, cô gái, đừng đứng ngây ra nữa, người ta cũng không thích cô đâu. Anh trai, anh hiểu lầm rồi. Chu Điềm nở nụ cười có chút xấu hổ, đây chính là người bán vé trước đó từng là con tin giống như nàng. Tôi phát hiện mình có thể làm công cho anh ta. Chu Điềm nhớ đến một tổ chức giúp đỡ trẻ em mồ côi cơ nhỡ, mà nàng nghe nói đó là một cơ cấu từ thiện của Hạ Thiên. Nhà số 13 trong khu biệt thự Cảnh Huyền lãnh băng băng dừng xe gương mặt xinh đẹp có chút vui vẻ trước đó nàng thấy vẻ mặt hạ thiên không tốt vì vậy mà có chú lo lắng nhưng phát hiện hắn xử lý tên buôn ma túy thì trong lòng nàng không còn lo lắng nhưng bây giờ nàng phát hiện mình lạc quan hơi sớm vì mới đó mà hạ thiên đã ngủ rồi chồng hôm nay cậu có chuyện gì vậy lãnh băng băng thầm suy nghĩ nói sau đó ôm hạ thiên đang ngủ say từ trên xe xuống đi vào trong nhà lãnh tiểu thư cô đã về người giúp việc gì phương tiến lên đón sau đó bà thấy hạ thiên và có chút kinh hãi lãnh tiểu thư hạ Thiên sinh đây là không có gì cậu ấy đang ngủ lãnh băng băng bình tĩnh nói sau đó nàng ôm hạ thiên vào phòng tắm nàng thấy quần áo của hắn có vết bẩn vì vậy mới chuẩn bị giúp tắm rửa thay quần áo sạch sẽ lãnh băng băng pha nước ấm vào trong bồn sau đó cởi quần áo bẩn của hạ thiên đặt hắn vào trong bồn tắm giúp hắn lau rửa sạch sẽ toàn thân Nàng làm mọi việc rất tự nhiên, không có chút cảm giác thẹn thùng hay mất tự nhiên, mà hắn cũng ngủ rất say. Điều duy nhất làm cho nàng cảm thấy thả lỏng chính là phát hiện vẻ mặt hắn dần chuyển biến tốt, vẻ mặt tái nhợt cũng dần có huyết sắc. Khi thấy tình huống của Hạ Thiên dần chuyển biến tốt, Lãnh Băng Băng vốn định điện thoại cho Liễu Mộng nhưng lại thay đổi ý kiến, nàng biết rõ Liễu Mộng có thể giúp Hạ Thiên khôi phục rất nhanh, nhưng lúc này Liễu Mộng không có mặt ở thành phố Giang Hải tạm thời muốn về cũng mất vài giờ như vậy trở lại thì hạ thiên đã tốt rồi tất nhiên lãnh băng băng còn có chút tư tâm nàng tuy đã tiếp nhận sự thật là hạ thiên có những người phụ nữ khác nhưng mỗi khi nàng ở cùng hắn nàng vẫn không hy vọng có những người phụ nữ khác ở bên cạnh hơn nữa nếu liễu mộng quay về chồng nàng sẽ chiếm liễu mộng mà không nói một lời nào khác lãnh băng băng mất nửa giờ mới giúp hạ thiên tắm rửa thay quần áo sau đó nàng ôm hắn lên lầu đặt hắn lên giường Chính mình thì xuống lầu. Lãnh Tiểu thư, dùng cơm thôi." Di Phương nói với Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, dù nàng có chút không yên về Hạ Thiên nhưng vẫn dùng cơm, nàng không ăn cơm sẽ chẳng có vấn đề, nhưng tiểu tử trong bụng nàng không thể nào để bị đói được. Đợi đến khi Lãnh Băng Băng ăn xong bữa cơm tối, nghỉ ngơi một lát, sau đó tắm rửa đi lên lầu thì Hạ Thiên vẫn còn ngủ say, vì thế nàng nằm ở bên cạnh hắn tiến vào trong mộng đẹp. Thành phố Nhạc Nam trong dãy núi thần sơn, thiên thần đỉnh, dưới màn đêm có ba người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đều đặc sắc, là dạ ngọc mị, ninh khiết và sở giao. Tôi sẽ dạy cho các cô vài thứ, có thể học được hay không là chuyện của các cô. Dạ ngọc mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ninh khiết và sở giao. Ninh khiết và sở giao đều không nói lời nào, trên người dạ ngọc mị bùng ra khí tức lạnh lẽo làm cho hai người bọn họ cảm thấy mình bị đè nén. Đặc biệt là ninh khiết, trong lòng nàng vẫn còn cảm giác sợ hãi khó ức chế với dạ Ngọc Nghị. Dạ Ngọc Nghị đang định nói gì đó thì gương mặt khẽ biến đổi, nàng nói với ninh khiết và sở giao. Các cô cứ đứng đây một lát, tôi đi một chút. Dạ Ngọc Nghị còn chưa dứt lời thì đã rời khỏi thiên thần đỉnh, trong giây lát nàng đã đến mái nhà cáo vài trăm mét ở phía bên kia. Tối qua nàng từng đứng đây cản chân Hàn Minh Phi, tối nay nàng lại ngăn cản Hàn Minh Phi. Hàn Minh Phi, người muốn gì? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi: Dạ Tiên Tử, cô gặp sư đệ và sư muội của tôi không? Hàn Minh Phi có hơi trầm ngâm rồi hỏi: Nếu ta thấy họ thì ngươi nhất định chỉ thấy được thi thể của bọn họ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng: Bọn họ đã đi lúc chưa, bây giờ còn chưa quay về. Hàn Minh Phi khẽ thở dài: Nghe nói bọn họ đuổi theo Hạ Thiên, không biết Dạ Tiên Tử có thể nói cho tôi biết Hạ Thiên đang ở đâu không? Hắn ở đâu không liên quan đến tôi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không ổn. Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn đi theo Hạ Thiên sao? Nếu thật sự để cho hai người kia bắt được Hạ Thiên, sợ rằng chỉ còn đường chết, lúc này tiểu tử kia chưa chết đấy chứ. Dạ Ngọc Mị cũng không thương tâm vì tiểu tử Hạ Thiên kia, nhưng nàng cũng biết tên khốn kia bây giờ không thể chết được. chương 1368, Hạ Thiên bận rộn. Dạ tiên tử, ta không biết cô có quan hệ thế nào với Hạ Thiên, nhưng ta tin tưởng cô, cô có biện pháp liên lạc với hắn. Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Ta chỉ muốn yêu cầu giả tiên tử giúp cho một việc, liên lạc với hắn, ta muốn biết hắn có từng gặp sư đệ và sư muội không. Nếu thật sự là hắn đã gặp, như vậy bây giờ đã chết rồi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Người cảm thấy sư đệ và sư muội của mình sẽ bỏ qua cho hắn sao? Giả dạ tiên tử, tuy ta còn chưa từng gặp Hạ Thiên, nhưng ta biết rõ hắn không đơn giản, hai vị sư đệ và sư muội của ta đã từng chịu thiệt trên tay hắn, bây giờ bọn họ đuổi theo hắn mà không quay về, không khỏi làm tôi thật sự lo lắng." Hàn Minh Phi chậm rãi nói. "Mong rằng giả dạ tiên tử có thể giải quyết khó xử giúp ta, liên lạc với Hạ Thiên, dù sao thì ta đến đây cũng vì tìm kiếm vị trí của Thanh Nhã sư muội, nhưng ta cũng có trách nhiệm quan tâm đến sư đệ và sư muội của mình." Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi nói thêm nếu giả dạ tiên tử có thấy hai vị sư đệ và sư muội của ta, kính xin nói cho ta biết một tiếng. Giả dạ tiên tử có lẽ đã biết chỗ ở của ta, lúc này ta cũng không quấy rầy giả dạ tiên tử, xin cáo từ. Cũng giống như tối qua, Hàn Minh Phi dứt khoát xoay người bỏ đi. Dạ Ngọc Mỹ lúc này cũng không dừng lại thêm, nàng quay về thiên thần đỉnh. Bây giờ tôi bắt đầu dạy chiến kỹ tiên cho các người. Dạ Ngọc Mỹ nhìn ninh khiết và sở giao, giọng điệu vẫn lạnh băng. Thành phố Giang Hải, 4 giờ chiều. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt, hắn thở ra một hơi, băng hỏa linh khí vận chuyển trong người, cuối cùng cũng loại trừ tất cả di chứng của độc dược. Sau đó hắn ngồi dậy, lại thì thào: Xem ra nên ít ăn độc dược kia thì hay hơn. Từ sau khi học được đệ ngũ châm thì Hạ Thiên chưa từng khốn khổ như thế này, tất nhiên hắn cũng lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh mẽ, không những một mà là hai. Hắn nghĩ đến tình huống đã làm giảm bớt hai kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ vì vậy mà cảm thấy mình chật vật cũng đáng. chồng, âm thanh vui sướng của lãnh băng băng đột nhiên vang lên. cậu tỉnh rồi à? lãnh băng băng cũng ngồi lên khỏi giường, nàng thuận tiện bật đèn đầu giường, sau đó dùng giọng ân cần hỏi. chồng, bây giờ cậu không có việc gì sao? tối qua cậu làm sao vậy? băng băng, tôi không sao. hôm qua tôi xử lý hai kẻ rất lợi hại, vì vậy mà bị thương, bây giờ đã không có vấn đề. Hạ Thiên An ủi lãnh băng băng một câu, cũng không nói quá rõ, hắn cũng không muốn nàng vì chút chuyện như vậy mà lo lắng, càng không muốn chuyện này rơi vào trong tay những bà vợ khác, nếu không thì sợ rằng thần tiên tỷ tỷ cũng biết được. Thật sự là không có vấn đề gì sao? Tuy lãnh băng băng thấy vẻ mặt Hạ Thiên rất tốt nhưng vẫn không thể nhịn được lo lắng. Băng băng, chị sẽ biết tôi có vấn đề hay không ngay bây giờ. Hạ Thiên nói khẽ một câu, sau đó vùi đầu vào ngực lãnh băng băng, đồng thời đè nàng xuống giường. Lãnh băng băng nhanh chóng biết rõ chồng mình không có vấn đề gì, nàng cũng nhanh chóng vứt lo lắng qua sau đầu, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. 8 giờ. Chị Hinh, chị thật sự là càng ngày càng đẹp. Đinh Linh nhìn tôn Hinh Hinh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra khỏi cửa mà có chút hâm mộ, nàng cũng là mỹ nữ, trong trường học cũng được người ta tặng cho danh hiệu hoa hậu của khối. Nhưng mỗi lần gặp tôn hinh hinh thì giống như biến thành vịt con xấu xí nếu so sánh với các cô gái khác thì dương lực cảm thấy mình như một thiên kim đại tiểu thư mà khi xuất hiện cùng tôn hinh hinh mỗi người đều biết nàng là người giúp việc của chị hinh điều càng làm cho nàng hâm mộ chính là tôn hinh hinh hình như càng ngày càng đẹp càng quyến rũ tiểu linh sau này em cũng xinh đẹp và quyến rũ như chị tôn hinh hinh mỉm cười nói nàng rất thích cô gái đinh linh này vì cô gái này rất hiểu chuyện dù đang đi học nhưng mỗi ngày đều đến đây giúp nàng làm việc nhà chị hinh em không thể nào trở nên xinh đẹp như chị được. Ninh Linh cũng tự hiểu về mình, dù nàng có trang điểm thế ảo cũng không thể nào hấp dẫn như Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng không nói gì thêm, nhưng nàng cũng không tự giác được phải nhớ về Hạ Thiên, tiểu sắc lang mỗi lần chỉ hận không thể nuốt mình vào bụng đã đi biệt tâm biệt tích nhiều ngày, cũng không biết khi nào mới quay về. Tôn Hinh Hinh thở dài, nàng có chút bất đắc dĩ, thật sự cũng không phải là vấn đề gì, nhưng bây giờ nàng thường có thói quen như vậy, nàng cũng biết tình huống này sẽ đổi mới sau vài tháng nữa. Bây giờ nàng chỉ mong Hạ Thiên có thể về sớm, chỉ chờ mong thần tiên đảo nhanh chóng được xây dựng xong. Đột nhiên điện thoại vang lên, Tôn Hinh Hinh lấy ra xem, sau đó nhận điện thoại. Khổng Mính, có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm đã điện thoại cho mình rồi? Không có gì, chỉ thúc cậu mà thôi, hôm nay phải gặp một vị khách quan trọng, cậu đừng quên đấy nhé. Khổng Mính nhanh chóng nói. Biết rồi, mình đang đi đây. tôn hình hình nói đến đây thì đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng như điên, nàng chợt nói nhanh hơn: khổng Mính, mình không đến công ty đâu, cậu đi gặp khách đi. cái gì? khổng Mính cho là mình nghe lầm. này tôn hình hình, cậu cũng không nên thay đổi nhanh như vậy được, trước sau còn chưa đến một giây đồng hồ. tóm lại là mình không đến đâu. tôn hình hình nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại gương mặt xinh đẹp không thể kìm nén cảm giác vui sướng hạ thiên cậu đến rồi thiên ca đinh linh cũng lên tiếng chào nàng cũng bất ngờ giống như tôn hinh hinh nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất không phải vì sự xuất hiện của hạ thiên mà hạ thiên còn đưa theo một cô gái xinh đẹp một đạo cô đeo kiếm trên lưng chị hinh tôi tìm chị có việc hạ thiên thuận tay ôm lấy tôn hinh hinh chúng ta vào trong phòng nói chuyện được tôn hinh hinh lên tiếng sau đó nàng theo hạ thiên vào trong phòng ngủ, gương mặt có hơi nóng lên. Theo suy nghĩ của nàng thì tiểu sắc lang rất có thể sẽ làm sự kiện kia. Sương nha đầu, chị giúp chúng tôi hộ pháp. Hạ thiên lại nói một câu. Vâng, thiếu gia. Cố hàm sương dịu dàng nói một câu, sau đó nàng đứng ở phòng khách bên dưới, cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc cực kỳ xinh đẹp. Đinh linh chợt có chút cảm giác quỷ dị, ý nghĩ của nàng không khỏi làm cho gương mặt đỏ lên, nhưng nàng không rõ vì sao thiên ca và chị hinh làm công tác kia lại để cho một người đẹp đứng bên ngoài trông cửa đinh linh cũng không biết mình đã hiểu lầm hạ thiên mà tôn hinh hinh vào phòng ngủ cũng nhanh chóng biết mình hiểu lầm hạ thiên hắn đến tìm nàng cũng không phải có toàn tính ham mê cơ thể nàng mà muốn cải tạo nàng đưa nàng vào trong cánh cửa của người tu tiên chính thức thành kim đan hạ thiên dù thích những hoạt động trên giường với các bà vợ nhưng vẫn hiểu nặng nhẹ nếu hắn thật sự muốn chiến đấu căn bản vẫn còn ở bên cạnh lãnh băng băng. Hạ Thiên biết rõ bây giờ mình cần phải nhanh chóng đẩy mạnh thực lực, nếu không thì sẽ không còn may mắn như ngày hôm qua, vì lần sau sợ rằng sẽ gặp đối thủ còn mạnh hơn cả Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di, chỉ sợ cơ hội của hắn là không nhiều. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ đáng sợ như Hàn Minh Phi, độc dược và mê dược của hắn căn bản không sử dụng được. Dựa theo kế hoạch của Hạ Thiên, sau khi hắn ở thành phố Giang Hải thi châm giúp cho các các bà vợ tiến lên Kim Đan Kỳ thì thực lực của hắn sẽ là Kim Đan Kỳ đỉnh phong, đến khi đó dù gặp Hàn Minh Phi thì tốt xấu sao cũng có năng lực liều mạng. Nhưng thời gian thi triển đệ ngũ châm cũng không giống như đệ tứ châm, hắn không thể nào làm chậm trễ cho được, vì vậy hắn mới hoãn cuộc chiến với lãnh băng băng, sau khi biết sức khỏe của nàng không có vấn đề thì hắn mới đến tìm cố hàm xương, lại đưa cố hàm xương đến chỗ ở của tôn hinh hinh. Hạ Thiên tìm cố hàm xương vì cảm thấy khi mình thi châm phải có người hộ pháp, sở dĩ phải đến chỗ của Tôn Hinh Hinh trước vì hắn cho rằng nàng là một trong những bà vợ có công lực khá cao ở thành phố Giang Hải, tuy dùng dược vật có thể tăng công lực nhưng cũng có hạn mà thôi. Ví dụ như lúc này hắn sử dụng dược vật cho Kiều Tiểu Kiều, dù công lực có tăng mạnh nhưng chỉ sợ là không đủ để thi triển đệ ngũ châm. Đã có thí nghiệm với sở giao trước đó, Hạ Thiên cũng thuận lợi tiến hành quá trình tăng tiến công lực cho Tôn Hinh Hinh sau đó cũng không dừng lại mà liên tiếp thi triển đệ ngũ châm. Suốt một ngày Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh cũng không đi ra, Cố Hàm Sương cũng đứng bên ngoài một ngày, Đinh Linh đáng thương cũng chờ cả ngày. Mãi đến 7 giờ tối thì Hạ Thiên mới đi ra phòng ngủ, mà Đinh Linh cũng khẽ thở ra. Sương nhà đầu, chị tiếp tục thủ vệ ở chỗ này, sau khi chị Hinh đi ra thì chị phải đến tìm tôi, tôi ở chỗ Tiểu Kiều. Hạ Thiên phân phó Cố Hàm Sương một câu rồi vội vàng bỏ đi. Hạ Thiên bây giờ thật sự rất bận rộn giống như đi chợ, tất nhiên không phải là ước hẹn với các bà vợ, mà là nhanh chóng đi chợ để gia tăng công lực cho các bà vợ, thi triển đệ ngũ châm cho các nàng. Tôn Hinh Hinh còn đang ở vào giai đoạn củng cố kim đan, Hạ Thiên đã đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn đến đây cũng không phải thi châm cho Kiều Tiểu Kiều mà là cho Tiểu Yêu Tinh. Công phu của nàng là tương đối khá, nhưng lại tương đối lười, tuy đã từng khắc khổ luyện tập nhưng không kiên trì. Vì vậy đến bây giờ cũng phải dùng dược vật để tăng công lực. Lúc này trong phòng ngủ, Hạ Thiên lấy ra ba viên đan dược cho ba bà vợ sử dụng, ngoài tiểu yêu tinh còn có Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama cũng đang ở trong kiều gia. Chương 1369, ăn những thứ khác. Trong những bà vợ của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải thì rõ ràng Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama có công lực thấp nhất. Công lực của Kiều Tiểu Kiều thấp vì căn bản không tu luyện ngoài khi được hạ thiên tẩy tủy để cho cơ thể nàng tích lũy được một chút linh khí nàng căn bản không thông qua tu luyện để đẩy mạnh công lực còn công chúa sa ma nàng cũng không phải không tu luyện căn bản là nàng tu luyện rất kém có lẽ là vì nguyên nhân người nước ngoài nên nàng không hiểu đúng về tu luyện luôn làm nhiều mà không ít vì thế công lực lúc này chỉ mạnh hơn kiều tiểu kiều một chút mà thôi Căn cứ vào những gì mà Hạ Thiên dự đoán thì Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama nếu chỉ dùng một viên đan dược sẽ khó thể gia tăng công lực đến mức có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm. Mà đan dược hắn luyện chế ra cũng có hạn chế, mỗi người chỉ thể dùng một viên mà thôi, nếu dùng đến viên thứ hai sẽ không hiệu quả. Vì vậy hắn đã nghĩ trước tiên cho Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama dùng đan dược để gia tăng công lực, sau đó sẽ dùng dược vật khác để trợ giúp, cuối cùng mới có thể thi triển đệ ngũ châm. Với châm pháp của Hạ Thiên, Đồng thời thi châm cho cả ba người là không có vấn đề, vì vậy hắn quyết định cho ba bà vợ dùng gian dược, sau đó để cho các nàng cùng vận công, mà hắn lại ở bên cạnh thi châm. Trong biệt thự của Tôn Hinh Hinh, Cố Hàm Sương vẫn đứng trong phòng khách, đang đợi Tôn Hinh Hinh thu công. Chờ đợi ngàn năm, chờ đợi ngàn năm. Tiếng ca chợt vang lên, Cố Hàm Sương chợt có phản ứng, đây là tiếng chuông điện thoại của nàng. Trước đó vài ngày nàng thấy thích bài hát này, cảm thấy nó hợp với mình. Tuy nàng không đợi một ngàn năm, chỉ tuy luyện trăm năm nhưng cô ấy cũng cũng chờ được một người, một người đàn ông làm cho cuộc sống của nàng chính thức thay đổi. Cố Hàm Sương lấy điện thoại ra, nàng nhìn dãy số trên màn hình rồi cau mày. Số điện thoại này rất lạ, nàng chưa từng gặp nhưng theo lý thuyết cơ bản thì những người biết số điện thoại của nàng là rất ít. Bây giờ chính thức biết đến thì ngoài Hạ Thiên chỉ còn là người của cố gia, nhưng sao lại có số điện thoại lạ gọi đến cho mình? tuy cố hàm xương có chút nghi hoặc nhưng cũng nhận điện thoại. Xin hỏi là ai vậy? Hàm xương muội tử, là ta đây. Bên kia truyền đến một âm thanh ngọt ngào. Biết ta là ai chưa? Chị Mục sao? Cố hàm xương nói mang theo chút kinh ngạc. Sao chị biết số điện thoại của em? Trên đời này cố hàm xương cũng không quen biết nhiều người, chị Mục chính là một trong số đó. Thực tế thì chị Mục này chính là một trong những người trước kia cùng tu tiên với nàng, chính là một trong số hai người tu tiên còn sót lại chị mục tên đầy đủ là mục hồng đan lớn hơn cố hàm sương vài tuổi vài chục năm trước khi đám người tu tiên còn khá đông thì mục hồng đan và cố hàm sương là hai nữ tu tiên duy nhất có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa hai người bọn họ là khá thân mật em hàm sương chị đi qua thủ đô tìm em những vãn bối của em cho chị số điện thoại vì vậy chị mới liên lạc được cho em mục hồng đan khẽ cười nhưng em hàm sương Nghe nói bây giờ em đang ở thành phố Giang Hải, có phải không? Đúng vậy, em đang ở thành phố Giang Hải, chị Mục, em không phải nghe nói chị đi tô hàng sao? Cố hàm xương hỏi. Đúng vậy, nhưng gần đây chỉ có tính toán đi du lịch một vòng, vì chị còn chưa biết tất cả. Cuộc sống của chị không còn nhiều, còn rất nhiều nơi chị chưa từng đi qua. Mục Hồng Đan khẽ thở dài, trong lòng khó che giấu nổi sầu khổ, sau đó di chuyển chủ đề. Đúng rồi, hàm xương chị muốn đi đến thăm em, lúc này em có rảnh không? Hai ngày sau chị sẽ đến Giang Hải tìm em, em có thể giúp chút thời gian giúp chị một chút không? Hẳn là có thời gian, chị Mục đến cứ liên lạc với em. Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói. Được rồi, chị sẽ đến sớm nhất là ngày mai, đến lúc đó chị sẽ gọi điện thoại cho em. Giọng điệu của Mục Hồng Đan vẫn rất vui vẻ. Em Hàm Sương, chị không nói nữa, sau này gặp mặt sẽ chậm rãi trò chuyện chị cúp máy trước đây vâng chị mục đến lúc đó chúng ta gặp lại cố hàm sương lên tiếng sau đó cúp điện thoại cố hàm sương ngẩng đầu nhìn lên lầu hai thấy tôn hinh hinh đang từ bên trong đi ra phu nhân tôi cần phải đi trước vì thiếu ra còn cần tôi hộ pháp cố hàm sương nói với tôn hinh hinh à cô đi đi tôn hinh hinh chợt ngẩn ngơ sau đó nàng khẽ gật đầu trong lòng có chút bất đắc dĩ tiểu sắc lang kia quả nhiên khá bề bộn, đã tối rồi mà vẫn còn chạy đi. Cố hàm xương quay về biệt thự cả kiều tiểu kiều thì Hạ Thiên đã bắt đầu thi triển đệ ngũ châm cho tiểu yêu tinh, có thể nói là nàng về vừa đúng lúc, sau đó bắt đầu buồn tẻ hộ pháp. Tất nhiên đối với nàng thì cái này cũng không tính là buồn tẻ, vì nàng thủ hộ cho thiếu gia của mình, đàn ông của mình. Khi cảm nhận được linh khí ảo đến mãnh liệt từ bốn phía thì cố hàm xương đã hiểu, lại một cao thủ kim đan kỳ sắp được sinh ra, mà vị thiếu gia thần kỳ của nàng lại đang chế tạo ra một cao thủ kim đan kỳ. Sáng sớm, khi luồng linh khí nồng đậm biến mất, cố hàm xương chợt biết rõ, vị cao thủ kim đan kỳ kia đã xuất hiện. Quả nhiên hạ thiên nhanh chóng từ bên trong đi ra, nhưng hắn lại có vẻ khá mỏi mệt, vì liên tục thi châm cũng không tổn hao công lực, khác biệt chính là công lực còn tăng lên, bây giờ hắn đã là kim đan hậu kỳ. Nhưng không hao tổn công lực cũng không có nghĩa là không hao tổn tâm thần, vì thi triển nghịch thiên bát châm sẽ phải tập trung cao độ, thi châm một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Cố hàm sương dịu dàng nói. Hạ thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp vào phòng ngủ của mình, sau đó nằm xuống ngủ ngay, chưa đến một phút sau đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hạ thiên ngủ một giấc đến trưa, đến khi tỉnh lại thì phát hiện cả biệt thự lạnh tanh, trừ hắn ra thì chỉ còn lại một người, mà người đó chính là nha hoàn xinh đẹp của hắn hạ thiên đi xuống lầu thì phát hiện kiều phượng nhi đang chơi game trên điện thoại hắn nhịn không được phải hỏi nha đầu điên khùng sao có một mình ở đây vậy ngu ngốc mọi người đi hết rồi tất nhiên chỉ còn một mình tôi kiều phượng nhi tức giận nói cô mới là ngu ngốc tôi muốn hỏi các cô ấy đi đâu rồi hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn kiều phượng nhi tôi thấy cô không chỉ là nha đầu điên khùng còn là nha đầu ngu. Lưu manh đáng chết, ai ngu. Kiều Phượng Nhi ngẩng đầu thở phì phò nhìn Hạ Thiên. Tôi không nói cho anh biết, anh muốn biết thì tự mình đi mà tìm. Nha hoàn mà trở thành thế này thì rõ ràng là bất kính. Hạ Thiên có chút bất mãn. Cô không nói cho tôi biết, tôi sẽ khai trừ cô, không thèm lấy cô làm nha hoàn. Anh? Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên. Lưu manh đáng chết, anh lại uy hiếp tôi sao? nhà đầu điên khùng, cô nếu không nói thì tôi sẽ cho ăn đòn, sau đó đá văng ra. Hạ Thiên bất mãn nói. Kiều Phượng Nhi tức giận nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên, bộ ngực phập phồng, rõ ràng bị tên khốn kia làm cho cực kỳ bực bội. Nhưng nàng hình như lại sợ hắn khai trừ, vì thế mà yên lặng một lúc cũng phải nói ra. Kiều Tiểu Thư đưa theo Hoàng Nhi đi có việc, công chúa Sama đi đến đại sứ quán, nghe nói có tiệc tùng gì đó, còn yêu yêu thì có thể bay, vì vậy muốn bay cho thỏa thích còn nha hoàn của anh thì đi gặp một người bạn, cô ấy nói anh cũng biết người kia, tên là mục hồng đan, mục hồng đan, hạ thiên khẽ nhíu mày, đây không phải là một trong hai người tu tiên còn lại sao? nghe nói cô ta đang ở tô hàng, sao lại đến thành phố giang hải? nhà đầu điên khùng, tôi đói bụng rồi, giúp tôi nấu cơm đi. hạ thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, mục hồng đan kia căn bản không phải là đối thủ của cố hàm xương, dù có vấn đề cũng không cần phải lo muốn ăn thì tự mà nấu kiều phượng nhi tức giận nói nhà đầu điên khùng hôm nay không làm cơm tôi sẽ ăn chỗ khác hạ thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó của kiều phượng nhi hắn nhớ đến những gì xảy ra với chỗ đó lại hoài niệm cảm giác trước kia tùy anh kiều phượng nhi thuận miệng nói nàng không ý thức được hạ thiên sẽ muốn ăn thứ có liên quan đến mình nhà đầu điên khùng đây là cô đồng ý đấy nhé hạ thiên chân thành nói tôi đồng ý thì sao tôi á à, anh kiều phượng nhi còn chưa dứt lời thì cơ thể đã không còn khống chế mà ảo về phía hạ thiên sau đó nàng thấy bộ phận nào đó bị hắn gặm nhấm cảm giác quen thuộc lại bùng lên lưu manh đáng chết anh làm gì ư ừ, không cần cơ thể kiều phượng nhi lại mềm nhũn ra mà không còn chút sức lực nào nhưng trong miệng nàng vẫn còn cố gắng vang lên những lời kháng cự nàng cũng không ngờ lưu manh này lại muốn ăn mình vì vậy nhịn không được phải nói đừng như vậy tôi tôi sẽ nấu cơm cho anh kiều phượng nhi vừa dứt lời thì cảm thấy eo mình được buông lỏng nàng đã khôi phục lại tự do mà miệng của hạ thiên cũng rời khỏi đỉnh núi của nàng nhà đầu điên khùng vậy mau nấu cơm đi hạ thiên tỏ ra như chưa có gì phát sinh anh kiều phượng nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên có vẻ nổi giận anh là lưu manh khốn kiếp kiều phượng nhi mắng một câu rồi tiếp tục đi vào nhà bếp trong lòng thầm mắng hạ thiên vô số lần Lưu manh chết tiệt này, chẳng lẽ muốn xem ngực mình là bữa cơm chưa sao? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, rõ ràng là hắn rất muốn ăn cơm, làm cơm cho hắn thì có gì là không đúng. Nha đầu điên khùng đúng là nha đầu điên khùng, ý nghĩ không giống người thường, mình không ẩn quan tâm nhiều. Hạ Thiên tự nói với mình như vậy, sau đó hắn nằm lên ghế salon, an tâm chờ nha đầu điên khùng làm bữa trưa. Chương 1370, cô gái ăn mặc cung trang trên đường cái thành phố Giang Hải có hai cô gái sóng vai nhau bước đi. Cách ăn mặc của hai cô gái thật sự làm cho người dân phải chú ý, một người mặc sườn xám màu hồng buộc vòng quanh dáng người trưởng thành, nhìn qua thật sự rất quyến rũ, mà gương mặt nàng cũng rất xinh xắn, có vài phần cổ điển. Nhưng đẹp xấu cũng không phải là quan điểm tuyệt đối mà chỉ là ấn tượng tương đối, vì khi một cô gái ngũ quan đoan chính đi gần bên cạnh một người phụ nữ mắt nhỏ mũi tẹt mặt rỗ thì sẽ được coi là mỹ nữ, mà lúc này cô gái mặc sườn xám có dáng người xinh đẹp động lòng người kia lại làm người ta sinh ra cảm giác bình thường vì bên cạnh nàng có một người phụ nữ còn đẹp hơn là một đạo cô tuyệt đẹp xuất chúng đạo cô mặc áo bào tất nhiên là cố hàm xương người phụ nữ mặc sườn xám chính là mục hồng đan em hàm xương vài tháng không gặp mà em càng thêm trẻ đẹp cũng càng có hương vị trưởng thành mục hồng đan không khỏi tán thưởng xem ra tiểu hàm xương nam xưa bây giờ đã biến thành phụ nữ thật sự nhưng không biết người đàn ông nào có phúc như vậy chị mục phải là em có phúc mới đúng cố hàm sương khẽ nói em hàm sương xem ra em thật sự có người đàn ông của mình người đó không phải là trang vân đông sao mục hồng đan tỏ ra hiếu kỳ ủa lần này chị đến thủ đô cũng không gặp được trang vân đông không phải là hắn cố hàm sương lắc đầu chị mục cậu ấy tên là hạ thiên có lẽ sau này chị sẽ nghe danh cậu ấy Hạ Thiên, Mục Hồng Đan có chút ngạc nhiên. Hắn cũng là người tu tiên sao, nhưng hình như tôi chưa từng nghe qua tên của hắn. Cậu ấy là một thầy thuốc. Cố Hàm Sương khẽ nói, nàng cũng không nói quá nhiều, đã có vết xe đổ trước đó của Trang Vân Đông và Gia Cát Vấn Thiên, nàng cũng không muốn để cho Mục Hồng Đan biết được năng lực thần kỳ của Hạ Thiên. Thầy thuốc sao, rất tốt, thật ra, em Hàm Sương này, em còn trẻ, tìm cho mình một người đàn ông cũng tốt, không giống như chị Mục đây, chị đã già rồi muốn gả cho người ta cũng không còn kịp nữa mục hồng đan có chút cảm khái chị mục chỉ cần chị muốn sao lại không có cho được cố hàm sương khẽ nói ừ mục hồng đan gật đầu sau đó nàng di chuyển chủ đề đến khách sạn rồi đi vào trong ngồi một chút chúng ta vừa dùng cơm vừa nghỉ ngơi chiều tối nay sẽ ra đi dạo cố hàm sương có chút do dự sau đó nàng vẫn gật đầu đi theo Mục Hồng Đan vào trong khách sạn. Hai người nhanh chóng đi vào lầu ba khách sạn, Mục Hồng Đan dừng lại trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào, Cố Hàm Sương cũng đi theo, nhưng nàng vừa vào cửa thì chợt cảm thấy báo động. Chị Mục, bên trong có người. Cố Hàm Sương giữ chặt lấy Mục Hồng Đan, nàng đang định lui ra khỏi phòng nhưng đúng lúc đó chợt cảm thấy ngực tê dần, cuối cùng không còn chút sức lực nào. Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên đang ăn rất hăng say, mà Kiều Phượng Nhi thì ngồi trên ghế sa lông bực bội. Nhà đầu điên khùng, cô không dùng cơm sao? Hạ Thiên Tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn, sau đó hắn chợt nhớ đến vấn đề rồi khẽ hỏi một câu. "Không ăn, đã sớm tức giận no bụng rồi." Kiều Phượng Nhi tức giận nói. "Ăn không khí cũng no bụng sao? Đúng là tiết kiệm cơm gạo." Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn tiếp tục ăn uống, chỉ một lúc sau đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả. Kiều Phượng Nhi lại bực mình Lưu manh đáng chết này rõ ràng là không muốn chừa cho mình thứ gì. Ăn no chưa? Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu. Coi chừng vỡ bụng chết đấy. Thật ra tôi ăn còn chưa no. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Phượng Nhi tiếp tục nhìn vào bộ phận nhô lên khủng bố của nàng. Cô muốn tiếp tục nấu cơm hay cho tôi ăn món khác? Dù sao tôi cũng không làm cơm. Anh muốn làm thế nào? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Đây là cô nói đấy nhé hạ thiên cúi đầu xuống ngực kiều phượng nhi thấy hạ thiên làm như vậy thì kiều phượng nhi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm ra một động tác không ngờ nàng đột nhiên giữ lấy đầu hắn rồi ấn xuống ngực mình trong miệng còn căm giận nói tôi làm cho anh ngộp chết hạ thiên thật sự là vùi đầu vào rãnh sâu giữa ngực kiều phượng nhi hắn vừa tham lam mút vừa thầm nghĩ Nhà đầu điên khủng rõ ràng là ngực to mà không não tưởng rằng ngực lớn thì có thể giết người sao Gương mặt xinh đẹp của Kiều Phượng Nhi chợt đỏ bừng bừng, ánh mắt Kiều Diễm ướt át và có thêm chút mê mẩn, đáy lòng giống như có bùng lên khát vọng, nhưng đúng lúc này nàng chợt nghe thấy một âm thanh. Thiếu gia, những cảm giác nhiệt tình của Kiều Phượng Nhi chợt biến mất rất nhiều, đồng thời nàng còn có chút tức giận, cố hàm xương qua về từ khi nào. Nhưng ngay sau đó Kiều Phượng Nhi lại thấy không đúng, vừa rồi thật sự là âm thanh của cố hàm xương, nhưng không phải là cố hàm xương quay về, mà đó là chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Cảm giác đặc biệt chợt biến mất làm cho Kiều Phượng Nhi cảm thấy có chút hư không, nhưng ngay sau đó lại có chút phong phú, vì Hạ Thiên vừa dùng một tay tiếp điện thoại vừa dùng một tay thò vào trong ngực nàng tiếp tục mát xa, xoa bóp nhẹ nhẹ. "Sương Nha Đầu, chị đang ở đâu?" Hạ Thiên vừa ve vuốt cặp thỏ của Kiều Phượng Nhi vừa mở miệng hỏi. "Ngươi là Hạ Thiên?" Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh phụ nữ, nhưng đó tuyệt đối không phải là âm thanh của Cố Hàm Sương. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, động tác tay cũng dừng lại giọng điệu trở nên lạnh lẽo cô là ai cô làm gì với sương nha đầu nửa giờ sau trên nóc tòa nhà hải giang thì ngươi có thể thấy cố hàm xương người phụ nữ kia nói một câu rồi cúp điện thoại hạ thiên cũng không có chút do so dự hắn biến mất trong biệt thự của kiều tiểu kiều hạ thiên anh là lưu manh đáng chết siêu cấp đại khốn nạn kiều phượng nhi tức giận thầm mắng một câu lưu manh chết tiệt này trêu chọc nàng hơn nữa lại làm không có đầu đuôi kết quả gì cả. Dù trong tòa nhà Hải Giang có rất nhiều công nhân viên nhưng trên sân thượng hầu như không có ai, vì đường lên sân thượng đều bị khóa lại, cũng không phải không cho người ta lên ngắm cảnh, chỉ sợ sẽ có người lên đây tự tử. Nhưng bây giờ trên sân thượng tòa nhà có ba người, nói chung là có ba người phụ nữ, cụ thể một chút thì là ba người phụ nữ xinh đẹp. Trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc theo kiểu đạo cô nàng đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, mà người phụ nữ mặc sườn xám lại đang cung kính đứng sau lưng một người phụ nữ khác. người phụ nữ này ăn mặc khá kỳ lạ, là một bộ cung tranh xanh biếc. nếu có người ngoài nhìn thấy, sợ rằng cho rằng nơi đây đang quay phim cung cấm. nhưng cô gái này không phải hấp dẫn người ta về cách ăn mặc, mà chủ yếu là vì vẻ đẹp tuyệt diễm nhân gian. người phụ nữ có mái tóc đen, mày mi như tranh, trang sức tươi tắn, thoát tục suốt trần, ngũ quan tuyệt mỹ khí chất đủ để thiên địa biến sắc. Nàng đứng đó mà giống như hòa tan với thiên địa, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Đạo cô ngồi dưới đất rõ ràng là cố hàm xương, người phụ nữ mặc sườn xám là mục hồng đan. Còn cô gái mặc cung trang chính là người đã dùng một chiêu để khống chế cố hàm xương. Từ trên không trung phương xa chợt xuất hiện một điểm đen, một lát sau điểm đen đó đã đến gần, thì ra là một bóng người. Khi thấy bóng người này thì cố hàm xương tỏ ra có chút lo lắng, nàng há miệng định lên tiếng nhưng thật sự không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người đến càng gần, sau đó rơi xuống sân thượng tòa nhà Hải Giang. Người đến là Hạ Thiên, hắn trực tiếp bay xuống bên cạnh cố hàm xương, khẽ bế nàng lên, sau đó phát hiện trong người nàng có một cấm chế, tạm thời hắn không có năng lực cởi bỏ. Người là Hạ Thiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt truyền đến. Hạ Thiên xoay người nhìn về phía cô gái mặc cung trang, hắn chợt ngẩn ngơ. Cô gái này quá đẹp, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, nàng là một mỹ nữ hoàn toàn có thể so sánh với dạ ngọc mị. Dù dáng người không được như dạ ngọc mị nhưng gương mặt cũng không thua kém, cơ thể cũng là cực kỳ cân xứng, từng bộ vị đều vừa đủ. Cô là ai? Hạ thiên xứng sờ sau giây lát, sau đó hắn kịp phản ứng và hỏi một câu. Cô gái mặc cung trang không nói gì mà tiến một bước về phía trước, sau đó vỗ một trưởng vào hạ thiên. Chết tiệt, lại là chỉ xích thiên nhai. Hạ Thiên thầm mắng, hắn hiểu đây là người đến từ phiêu miểu tiên môn, nhưng công lực của người này mạnh hơn Bạch Vân Sơn rất nhiều, hắn có cảm giác cô gái này có thực lực tương xứng với Hàn Minh Phi. Hạ Thiên dẫm phiêu miểu bộ muốn né một trường của đối phương, nhưng hắn phát hiện mình không thể kịp, vì bàn tay trong suốt kia đến trước mặt hắn nhanh như chớp. Dù hắn có thực lực kim đan hậu kỳ thì so với cô gái mặc cung trang kia vẫn chênh lệch khá nhiều. Nhưng bàn tay chỉ dừng lại trước hạ thiên 1cm, sau đó được thu hồi, Đồng thời một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên. Sao ngươi biết Phiêu Miểu Bộ, ngươi có biết một người tên là Nguyệt Thanh Nhã? Sao? Hạ Thiên tỏ ra kinh ngạc, hắn nhìn người phụ nữ mặc cung trang có chút khó thể tin. Cô, cô là ai? Sao biết tên sư phụ tôi? Sư phụ của ngươi? Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của cô gái mặc cung trang cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nói mình là đồ đệ của Nguyệt Thanh Nhã? Đúng vậy, sư phụ tôi tên là Nguyệt Thanh Nhã. Cô là ai? Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời hỏi một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1370.